tin tức truyền về thần võ quốc, cả nước chấn động, hạ đình uy giận dữ, văn võ bá quan quần tình oán giận, dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiền quỹ chiến nhất minh mấy người cũng không dám ra khẩu cho giang giật xin tha, dù sao lần này giang giật làm quá mức, chết mấy ngàn thần võ doanh A. À. Hạ đình uy vừa định phái người hỏi thăm thoáng cái giang biệt ly ý tứ, kết quả giang biệt ly đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một câu định giang giật tội ác. Giang giật như thế làm điều ngang ngược, tội không thể tha, ta đã đưa tin cho gia tộc, đem giang giật trục xuất giang ra, kẻ này rốt cuộc cùng giang ra không quan hệ rồi, mời vương thượng hạ chỉ định tội. Giang biệt ly ngữ khí rất kiên định, không có chút nào đường lùi. Hạ đình huy cũng rất nhanh làm xuống quyết định, hạ chỉ thông cáo thiên hạ, giang giật định vì tội phản quốc, cả nước tập giết, thần võ quốc con dân gặp chi, ngay tại chỗ giết chết. Chiến vô song ngay tại vương thành, nghe được tin tức này cả người đều mộng. Nửa ngày sau mới tỉnh ngộ tới, lặng yên giơ ngón tay cái lên u u thở dài, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, giang giật cái này nói liền là ngươi a à. Điên cuồng như vậy sự tình, người hoặc là lưu danh sử xanh, hoặc là để tiếng xấu muôn đời, liền là không biết phải chăng là còn có cơ hội nâng cốc ngôn hoan, ai. Tiền vạn quán giờ phút này còn tại cái thành nhỏ kia bên trong, tiền ra con em vẫn như cố tử thủ toàn bộ tử lâu, đương nhiên tin tức truyền ra về sau, liền rốt cuộc không có chấn thủ cần thiết. Tiền vạn quán giờ phút này ngồi tại tử lâu tầng cao nhất, phát tay để mọi người thối lui, một người tự tầng cao nhất độc uống, trên mặt đều là khoái ý hắn một bên quát còn một bên nhếch miệng cười to nói lão đại làm cho gọn gàng vào cũng không biết chấn hồn thảo đem tới tay không có giống như tới tay thì càng hoàn mỹ người tới an bài một chút bản thiếu muốn lên đường đi linh thú sơn học viện người tới lập tức phái người đi đại hạ quốc tìm tới giang giật nói cho hắn biết thanh long hoàng triều tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của hắn hoàng thành thiên tinh thành một cái xinh đẹp trong cung điện mặc màu hồng váy dài lăng tuyết công chúa trong đôi mắt đều quang mang nàng biết được tin tức sau trước tiên ra lệnh một cái người phản quốc giờ phút này cần nhất ngoại viện cũng là dễ dàng nhất lôi kéo thời điểm không đúng đem giang giật sở hữu tư liệu cho ta điều tới nghĩ đến một trận lăng tuyết công chúa lại cảm thấy không đúng giang biệt ly con riêng tại sao lại công nhiên phản quốc ở trong đó nếu như không có ẩn tình là tuyệt không có khả năng các loại chợt một đám thái dám đem mấy chục cái mật quyển lấy ra về sau lăng tuyết công chúa lập tức tinh tế lật xem sau nửa canh giờ nàng vui vẻ đứng dậy khẽ kêu, người tới, mang ta phượng đeo cùng ý chỉ, lập tức đi Đại Hạ Quốc tìm tới Giang Giật, ban cho hắn một cái tuần sát sứ thân phận. Đồng thời chuyển cáo hắn, cái thân phận này là ta ban cho hắn, hắn không cần cho Thanh Long Hoàng Triều làm một chuyện gì. Tuần sát sứ là cái rất hư chức vị, không có bất kỳ cái gì thực quyền, nhưng bên ngoài địa vị rất cao, có thể đại biểu Hoàng Triều tuần săn thiên hạ. Nếu là lúc trước Thanh Long Hoàng thất nhất thống thiên hạ thời điểm, cái thân phận này liền là không sai, có thể đại biểu thiên tử chém hết chuyện bất bình. Đương nhiên, cái nghề nghiệp này cái rắm cũng không bằng. Lăng tuyết công chúa muốn ban cho Giang giật một cái dạng này chi vị cũng rất hư, không có bất kỳ cái gì trợ giúp cho hắn, tự cho hắn một cái danh phận, để hắn ở bên ngoài đem thiên hạ quấy đến long trời lở đất, Hoàng Triều liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là lục quốc truy cứu, cũng không liên quan Hoàng thất sự tình, bởi vì đây là lăng tuyết công chúa ban cho, cũng không phải là Hoàng đế ý chỉ. Tinh vẫn đảo, tinh vẫn điện, đây là một cái rất thần kỳ cung điện, lơ lửng tại tinh vẫn trên đảo cái cung điện này là tinh vẫn đảo thánh địa thậm chí tại đại lục vô số võ giả trong mắt cũng là thánh địa bởi vì trong cung điện ở một nữ tử một cái cô gái xinh đẹp một cái thực lực có một không hai thiên hạ để thiên hạ nam tử xấu hổ nữ tử thủy u lan phiêu phiêu tiểu thư nhi tử quả nhiên cùng nàng giống nhau như đúc phiêu phiêu tiểu thư năm đó kém chút đem đại lục huyên náo một cái long trời lở đất giờ phút này con của hắn xem tình huống cũng phải đem cái này thiên hạ quấy đến không được an bình Thủy U Lan độc lập tại cung điện một cái cửa sổ bên ngoài, nhìn qua nơi xa bầu trời xanh thẳm cùng nước biển hợp thành một màu, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, quay đầu nhìn thoáng qua bĩu môi ngồi tại bồ đoàn bên trên Thủy Thiên Nhu, yêu chiều cười nói, Thiên Nhu, người vẫn là đừng tìm giang giật đi đấu khí rồi, đấu nữa thua thiệt luôn luôn ngươi, phiêu phiêu tiểu thư so ta càng có hổ tính, con của nàng cũng so ngươi càng có hổ tính, ngươi cái này đều đấu không lại giang giật. Hừ hừ, Thủy Thiên Nhu không phục. hung tận nhìn qua ngoài cửa sổ một chút, quay đầu cùng Thủy U Lan nói ra, mẫu thân, Thiên Nhu đi bế quan, ta còn không tin tưởng, ta cái này Thiên Chi Linh thể cũng còn đấu không lại một cái phàm thể chỉ cần bế quan 5 năm, ta tuyệt đối có thể đạt tới thần du đỉnh phong, đến lúc đó Thiên Nhu lại đi tìm hắn để gây sự, hừ hừ. Thủy U Lan ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ ý cười, vung tay lên nói, đi thôi, chỉ cần ngươi có thể đột phá thần du đỉnh phong, ta đem hỏa phượng hoàng ban cho cho ngươi. Oa, đa tạ mẫu thân, hài nhi đi. Thủy Thiên Nhu đôi mắt lập tức sáng lên, hỏa phượng hoàng cũng không phải hỏa phượng, đây chính là thật sự tứ gia yêu thú, nhưng so sánh kim cương cường giả, cái này hỏa phượng hoàng khí thế vừa ra, giang giật ngay cả động cũng không động được a à đến lúc đó giang giật không cho phép bằng nàng xâm lược. Thủy Thiên Nhu lập tức hướng bên cạnh một cái thiền điện đi đến, tiến vào sau trực tiếp đem cửa cung điện cho đóng lại. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kiên nghị, nàng hận hận cắn răng nói một câu, tự nhập định bế quan tu luyện. Giang giật, chờ ta 5 năm, năm 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 này ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ra. chương 238, dung hợp võ kỹ, Giang giật đương nhiên sẽ không chết, sống được thật tốt, không bằng hắn tâm tình thật không tốt. Không có không có đều không có, hắn giờ khắc này ở Đại Hạ Quốc phương Bắc một cái hoang nguyên lòng đất vạn trượng phía dưới, Đại Hoàng đào một cái rất lớn địa động, kia hơn 20 cái bảo dương toàn bộ bị hắn mở ra. Đếm không hết chân bảo bị hắn ném đến đầy đất đều là, rất nhiều tản ra hào quang chân bảo đem địa động chiếu lên sáng như tuyết tất cả cái dương đều bị hắn vượt qua uổng phí hắn tìm ba bốn khắp nơi quả thực là không có tìm được chấn hồn thảo đoạn hồn cốc chặn giết hắn bốc lên hẳn phải chết nguy hiểm cũng may mắn đối phương thần du ngũ trọng cường giả không có xuất động giống như thái sử thật cùng kia lão thái giám công kích hắn là tuyệt đối chạy không được ra sức cướp tới một đống bảo vật còn thành công đào tẩu giang giật tâm tình đừng nói có bao nhiêu kích động ai ngờ nhiều như vậy bảo vật bên trong nhưng không có chấn hồn thảo bảo dương bên trong bảo vật rất nhiều thiên khí tự có ba bốn thanh, cổ họa, chân bảo, cực phẩm đan dược, linh thảo. Đủ loại bảo vật cái gì cần có đều có. Tiền vạn quán trước kia cho Giang giật nhìn qua chấn hồn thảo dáng vẻ, rất là kỳ lạ, Giang giật xác định bên trong không có chấn hồn thảo. Chẳng lẽ chấn hồn thảo không có tại xính lễ danh sách bên trong? Giang giật con người lấp lóe trên mặt đều là nghi hoặc, lập tức rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Hạ vô hối đã mở miệng muốn chấn hồn thảo, khẳng định sẽ làm làm xính lễ, nếu không giang biệt ly vậy căn bản không có cách nào bàn giao hạ vô hối hắn rất nhanh nghĩ thông suốt làm thái tử hạ vô hối khẳng định có cổ thần nguyên giới những này bảo dương bên trong bảo vật mặc dù nhiều nhưng không có chân chính trí chí bảo thái tử kết hôn vẫn là cưới nước khác công chúa không có một hai kiện đồ vật gia hồn khẳng định không lấy ra được a chấn hồn thảo cùng những cái kia đỉnh cấp bảo vật nhất định tại hạ vô hối trên thân làm sao bây giờ giang giật khó xử cướp đoạt bảo vật những cái kia thần du ngũ trọng trước kia cường giả sợ hạ vô hối xảy ra chuyện không dám mạo hiểm vậy mà xuất kích giống như hắn đi chém giết hạ vô hối cướp đoạt chấn hồn thảo đám người kia khẳng định sẽ liều mạng một khi bọn hắn liều mạng hắn coi như có thể chém giết hạ vô hối cũng sẽ vẫn lạc mà lại hắn việc này nháo trò thần võ quốc tuyệt đối sẽ cả nước chấn động hạ đình uy cũng sẽ điều động càng nhiều cường giả bảo hộ hạ vô hối hắn muốn cận thân khả năng quá thấp mặc kệ đi trước làm ta địa hỏa lại tìm cơ hội giang giật nảy sinh ác độc dù sao sự tình đã nháo đến dạng này trình độ, không có khả năng cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Bất kể như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể cướp được, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giang giật cầm lấy một cái thiên khí trường đao, nhìn kỹ một chút, lại dùng hắc sắc nguyên lực luyện hóa nửa canh giờ, phát hiện trong thời gian ngắn căn bản không luyện hóa được, cũng liền không đi quản. Đem bảo vật cất vào trong dương, toàn bộ ném vào hỏa linh châu bên trong. Tu luyện, Giang giật ngồi xếp bằng tu luyện hai canh giờ, bổ sung một chút tiêu hao hắc sắc nguyên lực, lập tức đứng dậy quát khẽ, đại hoàng. Bò, o, à, bò, o, à, một cái to lớn cự thú ra trong thông đạo, giang giật bay người lên đi, khống chế đại hoàng hướng Hỏa Vân Sơn chạy đi. Về khoảng cách lần đi Hỏa Vân Sơn, đã qua mấy ngày thời gian, bên kia hẳn không có trinh sát dò xét A à mà lại đoạn hồn cốc bên này sự tình nguyên náo lớn như vậy, cho dù có trinh sát cũng bị hấp dẫn tới. Đoạn hồn cốc mặc dù chỉ là chiến đấu trong chốc lát, nhưng hắn địa hỏa tiêu hao một phần ba, Địa hỏa không chỉ là thủ đoạn công kích, vẫn là phòng ngự thủ đoạn. Nếu là có vô cùng vô tận địa hỏa, liền là thần du đỉnh phong đoán chừng cũng rất có thể chém giết hắn a. À. Đương nhiên, địa hỏa không có khả năng vô cùng vô tận, Hỏa Linh Châu không gian chỉ có lớn như vậy, coi như toàn bộ đổ đầy, cũng không duy trì nổi quá lâu, cho mấy trăm tên thần du cường giả một trận điên cuồng công kích, không muốn mấy chục giây thời gian, hắn liền phải chết vỉnh lên vỉnh lên. Hắn khống chế đại hoàng đi dưới mặt đất tiềm hành mấy ngàn trượng cứ việc càng hướng sâu trong lòng đất đi càng cảm giác buồn bực, còn có một loại áp lực vô hình, nhưng vì lý do an toàn, Giang giật cũng không thể không cẩn thận chút. Hắn giờ phút này vị trí, tại đoạn hồn cốc phương Nam vạn trượng dưới mặt đất, cùng Hỏa Vân Sơn cùng đoạn hồn cốc là thành tam giác phương vị, sở dĩ từ bên này đi Hỏa Vân Sơn khoảng cách cũng không xa, đại hoàng tốc độ đầy đủ nhanh, chỉ là hao tốn lớn nửa ngày thời gian tựu chạy tới Hỏa Vân Sơn phụ cận. Hắn không dám mạo hiểm vậy mà đi lên, Khống chế đại hoàng chậm rãi hướng lên trên mặt kín đáo đi tới, một đường không ngừng dò xét, chờ đến rời đi mặt đất mấy trượng khoảng cách sau. Hắn còn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi lỗ tai tăng cường thính lực, đưa lỗ tai tại thông đạo trên vách, cẩn thận lắng nghe phụ cận thanh âm. Hắc sắc nguyên lực tăng phúc phía dưới, thính lực của hắn trở nên rất khủng bố, phụ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thậm chí quắc quắc tiếng kêu đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe một trận, xác định phía trên không ai về sau giang giật nhanh chóng đem trên người chiến khải thay đổi mặc vào một bộ y phục dạ hành hướng lên trên mặt bắn tới sắc trời đã rất tối tăm giang giật có hắc sắc nguyên lực thị lực rất khủng bố nhanh chóng hướng hỏa vân sơn tiến lên như một cái tại hoang dã bên trong bôn tẩu u hồ có người giang giật nhảy cảm thính giác nghe được phía trước một mảnh tiểu trong rừng truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ thân thể lập tức ẩn vào phụ cận một cái trong bụi cỏ phủ phục bất động thu liếm khí tức xa 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 quả nhiên hai tên người áo đen nhanh chóng chạy về phía này đi lại nhẹ nhàng thân hình như điện thực lực tuyệt đối đạt tới tử phủ cảnh ừ cứ việc giang giật tiềm phục tại bụi cỏ đối phương hiển nhiên là cấp cao nhất trinh sát rất nhanh phát hiện giang giật hai người tốc độ bạo tăng hướng giang giật bên này phóng tới trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra ục ục tiếng kêu có ý tứ gì giang giật không hiểu đây là trinh sát ở giữa lẫn nhau ám hiệu cũng theo bản năng đáp lại một câu ục ục giết nào biết giang giật thanh âm cùng một chỗ đối phương hai người lập tức sát khí như hồng rõ ràng là giang giật ám hiệu không đúng đối phương muốn động thủ giết người giết người đại gia đối phương đã động thủ giang giật cũng không khách khí trong tay một cái trường kiếm màu đen xuất hiện thân thể phóng lên tận trời đột nhiên đối hai người chém ra một kiếm hắn không dám vận dụng hỏa long kiếm còn có địa hỏa cái kia thanh thế quá lớn sẽ kinh động phụ cận người cũng sẽ để thân phận của hắn bại lộ đối phương là hai vị tử phù cảnh võ giả hắn cũng chỉ là đơn giản thả ra đạo văn công kích phong ảnh kiếm ắt có niềm tin chém giết hai người này. Suy suy, phong ảnh kiếm nhất phóng thích, bốn phía không gian lập tức hướng trường kiếm hội tụ, hóa thành mấy đầu vô hình phong long theo mũi kiếm hướng phía trước im ắng gào thét mà đi, đem hai vị trinh sát thân thể trói buộc chặt. A, à, hai vị trinh sát sắc mặt dây lát biến, cảm giác thân thể bị tứ phía gào thét mà đến phong trói buộc, động tác chậm chạp vạn lần lại nhìn thấy giang giật trường kiếm màu đen vạch phá bầu trời mà đến lập tức hoảng sợ hét dầm lên nhưng bọn hắn thét lên rất nhanh im bặt mà dừng, hắc lân kiếm trong nháy mắt phá vỡ hai người yết hầu, một kiếm chém giết hai người. Ừm, cái này phong ảnh kiếm uy lực rất không tệ, đây xem như thiên giai võ kỹ đi vì sao trong học viện ghi chép phẩm giai là địa giai thượng phẩm chẳng lẽ là ra cát thanh vân dở trò quỷ. Giang giật hài lòng khẽ vuốt trường kiếm, tùy ý tại mặt đất đào cái hố đem hai người chôn lại bốn phía dò xét một phen, xác định phụ cận không ai về sau, tiếp tục hướng hỏa vân sơn đi đến. Bên kia lại có người, bôn tẩu vài dặm phía trước nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân giang giật sắc mặt ngưng trọng lên phụ cận có nhiều như vậy trinh sát hắn dám trực tiếp chạy hỏa vân sơn đỉnh khẳng định sẽ bị phát hiện a à. từ dưới đất đi hắn con người chuyển động vài vòng quả quyết khai quật địa động hỏa long kiếm có thể phá vỡ núi lửa bên trong vách đá người khác muốn tiến vào núi lửa nội bộ chỉ có thể theo miệng núi lửa đi hắn lại có thể đào đất đạo nối thẳng núi lửa nội bộ hỏa long kiếm phong ảnh kiếm võ kỹ nghĩ đến hỏa long kiếm Giang giật thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái. Phong ảnh kiếm lớn như thế uy lực, có thể trói buộc địch nhân, giống như dùng hỏa long kiếm phóng thích, phối hợp kia hai đầu hỏa long, còn có địa hỏa, cái kia uy lực sẽ lớn đến mức nào. Giang giật tưởng tượng đến hỏa long kiếm đánh xuống, hai đầu hỏa long mang theo vô số phong long, còn có địa hỏa hướng phía trước gào thét mà đi, cường đại uy áp cùng phong long đem địch nhân trói buộc chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa long cùng địa hỏa gào thét mà đến đem chính mình thôn vệ tràng diện, cả người hưng phấn đến run rẩy. Chương 239, cho tiền mập mạp làm quốc chủ. Đi, muốn hoàn mỹ dung hợp Hỏa Long kiếm cùng Phong Ảnh kiếm, còn muốn lẫn vào địa hỏa, đây nhất định cần tìm tòi cùng thực tiễn, mới có thể phối hợp thiên y vô phùng. Giang giật giờ phút này cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn âm thầm áp chế nội tâm hưng phấn, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đào một đầu địa động, triệu hồi ra đại hoàng, thẳng tắp hướng Hỏa Vân Sơn phía dưới phóng đi. Càng đến gần núi lửa, mặt đất càng ngày càng cực nóng, đại hoàng trở nên nôn nóng bất an, giang giật cưỡng ép khống chế đại hoàng tiềm hành mấy dặm đường về sau, đưa nó thu về, lấy ra hắc lân kiếm hướng miệng núi lửa đào móc địa đạo tiến lên. Sau gần nửa canh giờ, bùn đất trở nên đỏ thấm, nhiệt độ cũng cao đến dọa người. Hắc lân kiếm khai quật địa động tốc độ trở nên chậm, giang giật chỉ có thể lấy ra hỏa long kiếm, cũng không cần quán chú quá nhiều hắc sắc nguyên lực, chỉ bằng mượn hỏa long kiếm sắc bén nhanh chóng khai quật địa động. Hưu, rất nhanh miệng núi lửa vách đá bị phá không một cái lỗ hổng, Giang giật từ bên trong nhô ra một cái đầu, hắn ngừng thở cha xét rõ ràng một phen, xác định bên trong không có người về sau, cũng không cần dây thừng, thân thể cứ như vậy bay vụt mà xuống. ầm, um, Giang giật thân thể đập xuống tiến vào nóng hổi nham tương bên trong, hắn nhanh chóng tại nham tương bên trong du tẩu, hấp thu địa hỏa. Lần này so với lần trước an toàn, hắn hấp thu càng nhiều địa hỏa, trọn vẹn so với lần trước còn nhiều hơn gấp đôi. Hỏa linh châu bên trong ngoại trừ cất giữ tạp vật một cái góc bên ngoài, địa phương còn lại đều tràn đầy địa hỏa đi, Giang giật thân thể rất nhanh bay vọt mà lên, không có từ miệng núi lửa ra ngoài, theo móc ra địa đạo một đường hướng đường cũ lui về. Bôn tẩu ra ngoài hơn 10 dặm, triệu hồi ra đại hoàng chuyển hướng hướng đại hạ quốc vương thành phương hướng phóng đi. Thời gian đã qua nhanh một ngày, hạ vô hối khẳng định đã tới đại hạ quốc trong thành trì. Hắn nhất định phải đem tình huống dò xét tinh tường, lần nữa tìm kiếm chặn giết địa điểm. Cưới đại hoàng chạy hết tốc lực một đêm, tại hừng đông thời gian giang giật tìm được một thành trì, nhưng hắn lại không dám vào thành, bởi vì thành chỉ bên ngoài đều là quân đội, ít nhất có mấy trăm, chính kiểm tra lấy mỗi một cái vào thành người. Hừ, Giang giật xa xa nhìn thoáng qua về sau, thân thể hướng nơi xa chạy như điên. Đã không thể theo trong cửa thành vào, vậy liền theo trực tiếp đào một đầu địa đạo đi vào trong thành tốt, dù sao có đại hoàng, theo lòng đất hành tàu tốc độ của hắn càng nhanh. Đoán ra phương hướng, Giang giật cưỡi đại hoàng một đường vọt vào thành chỉ phía dưới, lúc này mới thu hồi đại hoàng, Đổi dùng hắc lân kiếm tự mình đào đất nói. Đại hoàng là tam gia yêu thú, yêu thú khí tức quá rõ ràng, còn không có tới gần mặt đất khẳng định sẽ bị phía trên võ giả cảm ứng được. Hắn thận trọng khai quật, lợi dụng biến thái thính lực phán đoán phía trên nơi đó có người, chỗ nào không ai. Rất nhanh theo một cái không người trong sân lặn ra, hắn nhanh chóng đem y phục giả dạ hành thay đổi, lấy ra một người phẩm mặt nạ thay đổi, còn đổi một thân cẩm bào, lúc này mới nghênh ngang bay ra viện tử, đi vào phố lớn hao tốn vài miếng kim diệp tử, giang giật tùy ý tìm một cái tử lâu, từ tiểu nhị trong miệng đạt được muốn tình báo. Hạ vô hối hoàn toàn chính xác vào thành, bất quá không tại cái thành nhỏ này, mà là đi gió hè thành. Đại hạ quốc đại tướng quân vương Tô Địch Quốc tự mình dẫn đầu ba vạn đại quân đem hạ vô hối nhận được gió hè thành. Đón dâu đại quân bị chặn giết sự tình cũng truyền khắp toàn bộ đại hạ quốc, sở dĩ bên ngoài thành chỉ cùng trong thành mới có thể xuất hiện nhiều như vậy quân đội, toàn bộ thành nội đàm luận nhiều nhất liền là chuyện này gió hè thành, Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, cái này thành trì là đại hạ quốc bắc bộ đệ nhất trọng thành, bên trong có vài chục vạn đại quân, hạ vô hối tiến vào cái này thành trì, hắn muốn chém giết khả năng quá thấp. Hắn trầm ngâm một hồi, rất đi mau ra từ lâu, trong thành loạn chuyển, cuối cùng tiến vào thành nội lớn nhất thương hội Long Nguyên thương hội bên trong. Cái này thương hội rất lớn, cùng thiên võ thành tụ chân các đồng dạng bên trong có rất nhiều cửa hàng, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật cái gì cần có đều có, chỉ cần có tử kim đoán chừng thiên khí đều có thể cho tới. Giang giật cần mua sắm một phần đại hà quốc bản đồ chi tiết, cần mua sắm mấy chương mặt nạ ra người, cần một chút ngụy trang thân phận lệnh bài, hắn chỉ có dựa vào loại này cỡ lớn thương hội. Đi vào trong thương hội mặt, Giang giật không nhúc nhích chỉ là bốn phía liếc nhìn, một bộ ngạo nghễ biểu lộ. Quả nhiên, rất nhanh có một tên nhân viên cửa hàng đi tới, mỉm cười hỏi, vị đại nhân này, ngài cần gì không? Giang giật mặt không thay đổi thấp giọng nói ra, các người cái này nhưng có tối thượng đẳng hàng tốt. Có, đại nhân, xin mời đi theo ta. Nhân viên cửa hàng lập tức đã hiểu, những lời này là tiền vạn quán nói cho Giang giật, đây là ám ngữ, ý tứ Giang giật thứ cần thiết, không thể mang lên trên mặt bàn nói, là hàng lậu. Giang giật được đưa tới một cái nhã các bên trong, nhân viên cửa hàng cũng lui xuống, tới một tên quản sự, Giang giật từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tử kim, đi trên mặt bàn ném một cái nói, 10 cái mặt nạ ra người, một phần đại hạ quốc thánh linh quốc cặn kẽ nhất địa đồ, còn có ba cái thân phận giả lệnh bài. Ừ, trưởng quỹ lông mày nhíu lại, rất nhanh cười làm lành nói ra, vị công tử này, mặt nạ ra người dễ nói, thân phận lệnh bài cũng dễ nói, cái này cặn kẽ nhất địa đồ, ta cần xin phép một chút đại trưởng quỹ. Nhanh lên một chút, giang giật phung tay lên, trưởng quỹ lập tức đi xuống, rất mau dẫn đến một vị thanh niên trưởng quỹ, tại người này vào đây một khắc này. Giang giật con người thoáng cái phát sáng lên, bất quá trong nháy mắt khôi phục hờ hứng khoát tay chỉ vào quản sự nói người đi xuống trước a à, nghe được giang giật thanh âm vào đây đại trưởng quỹ sắc mặt cũng biến đổi chờ tiểu quản sự xuống dưới về sau lập tức mở ra gian phòng cấm chế lúc này mới kích động một gối quỳ xuống nói tiền khôn tham kiến giật thiếu ha ha giang giật hai tay đem đại trưởng quỹ đỡ dậy lúc này mới kéo xuống mặt nạ ra người thân thiết nói ra tiền khôn đã lâu không gặp lần trước linh thú sơn từ biệt có nửa năm đi tiểu tử ngươi chạy thế nào đến cái này làm trưởng quý cái này thương hội làm sao cũng là tiền ra. Tiền khôn là tiền vạn quán một cái thủ hạ, năm đó ở linh thú sơn học viện bên ngoài, giang giật bằng vào sát lục chân ý săn giết yêu thú, liền là tiền khôn là hầu hạ hai người. Cái kia tam vĩ linh hồ sau khi xuất hiện, tiền vạn quán cùng chiến vô song trở về, giang giật cùng tiền khôn bọn người càng là cùng một chỗ chỗ thật lâu. Mỗi lần giang giật săn giết xong yêu thú, vẫn là tiền khôn đem hắn đánh ngất xỉu mang về, Giang giật đối với hắn tự nhiên rất là yên tâm. Hắc hắc, nhận được thiếu tộc trưởng để mắt, đem ta ngoại phóng ra, để cho ta lịch luyện một phen, lại trở về ủy thác trách nhiệm. Còn, cái này Long Nguyên Thương Hội, mặt ngoài là đại hạ quốc một cái gia tộc, nhưng thật ra là chúng ta tiền ra sản nghiệp. Tiền khôn giải thích một phen, lúc này mới mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn qua Giang giật nói, giật thiếu, mặc dù trong khoảng thời gian này ta một mực tại nơi này, nhưng giật thiếu anh hùng sự tích vẫn là hiểu rõ nhất thanh nhị sở, các huynh đệ đều nghe được nhiệt huyết sôi trào khâm phục không thôi đều dùng nhận biết giật thiếu như thế nhân vật anh hùng cảm thấy tự hào rất là hoài niệm đi theo giật thiếu săn giết yêu thú kia một quãng thời gian đâu ha ha giang giật nở nụ cười khổ ta thế nhưng là phản quốc tặc các ngươi còn nhận ta người bạn này ta tự cảm kích vạn phần cái gì cầu thí phản quốc tặc tiền khôn lập tức tức giận bất bình cả giận nói vương thượng biết rõ giật thiếu cần chấn hồn thảo còn đưa thái tử đây coi như là bọn hắn bất nhân thiếu tộc trưởng đã sớm đưa tin tới để chúng ta lưu ý thoáng cái hành tung của ngài thời khắc tất yếu trợ giúp thoáng cái đương nhiên tiền gia nói thế nào đều là thần võ quốc thần tử rất nhiều chuyện không tiện ra mặt hy vọng giật thiếu lý giải ha 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 giang giật vui vẻ vỗ vỗ tiền khôn bả vai cười to nói giúp ta cho tiền mập mạp mang câu nói ta giang giật còn sống thật tốt cũng sẽ cố gắng một mực sống sót nếu có một ngày thực lực của ta đầy đủ cường đại ta sẽ đi thần võ quốc làm thịt hạ đình uy, cho tiền mập mạp làm quốc chủ. Cắt cắt chương 240, thuốc thủ vô sách. a à, tiền khôn bị giang giật dọa đến thân thể mềm nhũn kém chút té ngã trên đất, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, chỉ có thể ngượng ngùng cười làm lành. Tốt, giang giật sắc mặt trịnh trọng lên, bàn giao nói, giúp ta một phần hạ vô hối hành tung tư liệu, còn muốn một phần ký càng đại hạ quốc địa đồ, 10 cái mặt nạ ra người, còn muốn ba cái ngụy trang thân phận lệnh bài. Chấn hồn thảo còn tại hạ vô hối trong tay, không làm thịt hắn là lấy không được chấn hồn thảo, ngươi cho ta tư liệu địa đồ, ta lập tức tự đi, việc này các ngươi khác đừng dính vào, coi như ta chưa từng tới tốt. Tiền khôn là tiền vạn quán người, giang giật mới có thể yên tâm như thế, nếu như là khác tiền ra người, hắn cái miệng này cũng sẽ không lên. Cùng tiền vạn quán chờ đợi lâu như vậy thời gian, cái này tiểu mập mạp đối với hắn một mực là khăng khăng một mực, giang giật biết rõ coi như hắn phản quốc, tiền vạn quán mặt ngoài không nói, nội tâm khẳng định vẫn là khi hắn làm huynh đệ, hắn người tự nhiên có thể yên tâm dùng. Tiền khôn rất nhanh đi xuống, giang giật cũng quán chú một tia hắc sắc nguyên lực đi trong lỗ tai, đưa lỗ tai tại trong vách tường, theo bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm bên trong, phán đoán phải chăng có cường giả đột kích. Tiền vạn quán có thể tin, tiền khôn cũng coi như có thể tin, nhưng hắn vẫn là không thể không cẩn thận một chút. Sự thật chứng minh, tiền khôn vẫn là rất đáng tin, chỉ là trong chốc lát liền đem tư liệu mang đến, Đại Hà Quốc cẩn cái nhất địa đồ cũng mang đến, trả lại Giang giật đưa tới 10 cái tinh xảo mặt nạ ra người, cùng ba cái ngụy trang thân phận lệnh bài. Giang giật nhìn lướt qua địa đồ, âm thầm gật đầu. Bản đồ này quá tinh tế, Đại Hà Quốc mỗi một tòa thành chỉ bên trong lớn nhỏ đường đi đều có ghi chú rõ, mỗi cái trong thành chỉ có bao nhiêu quân đội. Bao nhiêu cường giả đều viết rõ ràng, đây chính là một phần cặn kẽ nhất bản đồ quân sự. Tốt, tiền khôn, ta đi. Giang giật vỗ vỗ tiền khôn bả vai, quay người liền muốn đi ra phía ngoài, Tiền khôn dừng một lát, cắn răng nói, giật thiếu, nếu có bất kỳ tình huống gì, mời đến Long Nguyên Thương hội tìm ta, coi như chúng ta liều tính mạng, cũng ở đây không chối từ. Ừm, Giang giật quay người mỉm cười gật đầu, ra Long Nguyên Thương hội trực tiếp ra khỏi thành, tại phụ cận một cái trong rừng cây nhỏ mồi xếp bằng, cẩn thận lật xem địa đồ, cùng tiền khôn cho hắn tư liệu. Nhìn sau nửa canh giờ, hắn đối đại Hạ Quốc phương Bắc địa hình đã rõ như lòng bàn tay, cũng đối tiền khôn triệt để tín nhiệm. Nếu là tiền khôn muốn hại hắn, nửa canh giờ, đầy đủ để thành nội cường giả cùng quân đội đem hắn vây lại. Đi, triệu hồi ra đại hoàng, giang giật tiến vào dưới mặt đất, để đại hoàng thẳng tắp hướng phương nam gió hè thành phóng đi. Hắn vừa rồi tiến vào thành trì là đại hạ quốc phương bắc một cái thành nhỏ, gió hè thành ngay tại phương nam ngàn dặm bên ngoài, muốn chặn giết hạ vô hối, hắn nhất định phải trước tiên đuổi tới gió hè thành phụ cật, tìm cơ hội. Lúc nửa đêm, giang giật đã tới gió hè ngoài thành, đứng tại hoang dã bên trong, hắn nhìn qua phía trước đen nhánh tựa như một cái to lớn như cửa thú đại thành, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Theo trên tư liệu tới nói, gió hè thành là chế độ quân nhân trọng thành, tự liền tiền ra trinh sát đều thường xuyên bị khu trục ra. Bên trong mỗi một vóc dáng dân thân phận đều là nghiêm ngặt thẩm tra qua, lệnh bài cũng là đặc chế, mỗi cách một đoạn thời gian lại muốn thẩm tra một lần. Thương đội muốn đi vào cũng muốn đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, nếu là hắn trà trộn vào đi, tuyệt đối sẽ rất nhanh liền bị phát hiện. Thành nội có vài chục vạn đại quân, trong quân cường giả như mây, nếu là hắn theo lòng đất chui vào, nói không chừng sẽ phát hiện, nặng như thế thành, dưới thành hẳn là cũng hội có cơ quan cấm chế những này. Trước đi ngủ, trời sáng lại nói, Giang giật quan sát một trận, quả quyết lặn xuống đất ngọn nguồn, để đại hoàng đề phòng, chính mình ngủ yên. Ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm, tu luyện một lần, có chút ngồi không yên, lặng yên khống chế đại hoàng chuẩn bị ẩn vào gió hè thành nội. Nhưng vừa mới lặn xuống gió hè dưới thành, Giang giật tự bị ép rút lui mà quay về dưới thành quả nhiên có cấm chế, hơn nữa còn là rất cường đại cấm chế, dưới mặt đất khắp nơi đều có thể gặp tản ra lam quang màn hào quang, giang giật mặc dù không biết những này màn hào quang có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng hắn biết rõ một khi xúc động khẳng định sẽ kinh động người bên trong thành. Không đi vào, giang giật lui trở về, chỉ có thể ở bên ngoài khổ đợi, chờ đợi hạ vô hối ra khỏi thành đi hạ vũ thành. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Giang giật bắt đầu nếm thử để địa hỏa, hỏa long kiếm cùng võ kỹ phong ảnh kiếm hoàn mỹ dung hợp, Hắn trốn ở gió hè thành nam bên cạnh hơn 10 dặm bên ngoài một cái sơn phong bên trong, từ trên núi có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới trên quan đạo tình huống. Hạ vô hối muốn đi hạ vũ thành, khẳng định lại có đại quân đi theo, theo cái này có thể nhẹ nhõm dò xét đến. Suy suy, hắn không có quán chú quá nhiều hắc sắc nguyên lực, hỏa long kiếm bên trong ra hỏa long uy lực cũng không lớn, mỗi lần thôi động hỏa long kiếm hắn đều sẽ phóng thích phong ảnh kiếm võ kỹ phối hợp. Chỉ là chẳng biết tại sao, này hỏa long nếu là không phun ra hỏa long, cái này phong ảnh kiếm có thể nhẹ nhõm phong thích, nhưng một khi hai đầu long xuất hiện, phong ảnh kiếm căn bản không thể kéo theo phong long, cũng không thể hình thành khí tràng trói buộc địch nhân rồi. Thử một chút địa hỏa, Giang giật phóng thích chút hít địa hỏa, lại nhẹ nhàng hướng phía trước vung ra một kiếm, lần này hữu hiệu, bốn phương tám hướng cuồng phong phun trào, đem địa hỏa kéo theo hướng phía trước gào thét mà ra, phía trước một viên đại thụ lập tức bị địa hỏa đốt thành hư vô. Chẳng lẽ là hỏa long ảnh hưởng tới không gian ba động, dùng phong long không thể hình thành khí tràng. Giang giật có chút thất vọng, hỏa long lực công kích dị thường hung tàn, giống như không thể phối hợp cái này phong ảnh kiếm vũ kỹ thì thật là đáng tiếc, chỉ là dòng giã thí nghiệm đến chưa, giang giật vẫn là không thể dung hợp. Địa hỏa ngược lại là đều có thể bị phong ảnh kiếm cùng hỏa long kéo theo, giang giật vung ra mấy trăm kiếm về sau, cũng có một chút nho nhỏ tâm đắc. Tỷ như để địa hỏa nổ tung, quần thương uy lực hội càng lớn, tỷ như địa hỏa cũng hóa thành một đầu ngọn lửa, kia đơn thể lực công kích hội càng cường đại. Đợi một ngày, phía dưới quan đạo bên trong, ngoại trừ một chút thương đội cùng đoàn nhỏ quân đội bên ngoài, cũng không có đại quân ẩn hiện. Hạ vô hối bị giang giật như thế nháo trò, một tháng sau đại hôn là tuyệt đối không có khả năng đúng hạn cử hành. Hắn tại gió hè thành ở, giang giật cũng không biết hắn vùi ở bên trong làm gì. Ngày thứ hai vẫn như cũng như thế, giang giật ngoại trừ tu luyện bên ngoài, liền là nghiên cứu phong ảnh kiếm cùng hỏa long kiếm, nhưng vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Hắn còn nghiên cứu một phen trong đan điền chín khỏa tinh thần, nhưng cũng không có phát hiện một cái nguyên cớ. Mỗi một khỏa tinh thần cũng giống như một cái tiểu đan điền, bên trong tràn ngập mấy vạn tia hắc sắc nguyên lực, giang giật tu luyện, cái thứ nhất tinh thần hội tuôn ra hắc sắc nguyên lực, trừ cái đó ra hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này chín khỏa tinh thần. Ngày thứ ba, giang giật rốt cục không cần làm đợi, bởi vì phương Bắc Đại Nhất đã sớm tới một đội đại quân, cái này đại quân còn không phải thẳng tắp hành quân, phân tán tại quan đạo hai bên 10 dặm, một đường tra xét rõ ràng. Tiên phong dò đường bộ đội, hạ vô hối muốn đi hạ vũ thành giang giật tinh thần chấn động lạng yên cưỡi đại hoàng chui vào lòng đất chờ bộ đội tiên phong qua về sau lần nữa theo ẩn nấp trong động đất dò xét một cái đầu ra một nén nhang về sau đại quân rốt cục ra giang giật tầm mắt bên trong nhìn thoáng qua về sau hắn tự triệt để trợn tròn mắt quân đội lít nha lít nhít quân đội liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ ít nhất có mấy vạn người quan đạo hai bên đều là đại hà quốc quân đội toàn bộ mặc màu đen chiến giáp quan đạo bên trong thì là người mặc ngân sắc chiến giáp thần võ quốc đại quân, kéo dài vài dặm căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhiều người như vậy giết thế nào có bao nhiêu thần du cường giả tối đỉnh. Giang giật nội tâm đả cổ, mạo muội sông đi lên, đoán chừng còn không có tới gần hạ vô hối tựu bị chém giết, mà lại phía dưới trong quân đội giống nhau như đúc xe ngựa sang trọng có vài chục chiếc, ai biết hạ vô hối ở đâu cỗ xe ngựa bên trong. Giang giật phát hiện có chút thúc thủ vô sách, chương 241, lần nữa chặn giết, phanh phanh phanh, Đại quân phía trước chiến mã tề bôn thanh âm chỉnh tề có tiết tấu, phía sau đại bộ đội hành quân cũng nghiêm cẩn, chỉnh tề, quanh quẩn tại hai bên sơn phong ở giữa, gây nên một trận tiếng oanh minh, đem trốn ở trong thạch động giang giật chấn động đến mảng nhĩ phát sợ, cũng càng thêm trần chờ bất định. Giết, khẳng định rất khó chém giết hạ vô hối. Không giết, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn vào hạ vũ thành vậy sẽ triệt để không đùa. Liều mạng, theo đại quân càng ngày càng gần, giang giật cuối cùng cắn răng lại định quyết tâm, bất kể như thế nào vẫn là phải liều một phen, thực sự không được lại lùi lại tốt. Đi, Giang giật nhanh chóng lui về địa đạo, ở phía dưới đã sớm đào xong địa đạo bên trong triệu hồi ra đại hoàng, hướng phía dưới tiềm hành vạn trượng khoảng cách, nơi này lặng lẽ hướng quan đạo phương hướng kín đáo đi tới. Đến dưới quan đạo mới, Giang giật không có mạo muội đi lên, mà là khống chế đại hoàng nhanh chóng ở phía dưới chạy loạn, đem phía dưới địa đạo biến thành mê cung. Phía trên nhiều như vậy cường giả, Giang giật không thể không chuẩn bị đường lui, nếu không trốn cũng không thoát. ở phía dưới đào hơn 10 đầu thông đạo về sau, giang giật tính toán phía trên quân đội đã qua gần một nửa, kia mấy chục cỗ xe ngựa hẳn là cũng qua một nửa a. À. hắn không biết hạ vô hối ở đâu cỗ xe ngựa bên trong, chỉ có thể tìm vận may. theo lẽ thường suy đoán, hạ vô hối khẳng định ngồi ở giữa trong xe ngựa, bởi vì ở giữa an toàn nhất. đi, giang giật thẳng tắp khống chế đại hoàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt bôn tẩu, một tay cầm linh thú phù, một tay cầm hỏa long kiếm. Tùy thời chuẩn bị đem đại hoàng thu vào đi, phóng thích địa hòa. Ừ, còn không có sông ra mặt đất, rời đi mặt đất hai mươi trượng khoảng cách lúc, Giang giật đột nhiên phát hiện phía trước lại có một đầu đường hầm to lớn, trong thông đạo còn có lít nha lít nhít quân đội. Dưới mặt đất chắn trưởng thành tường hạ vô hối người đây là có thêm sợ chết. Giang giật âm thầm kêu khổ, đại hoàng từ dưới đất bay vụt đi lên, cũng hù dọa trong động đất ghé qua thần võ quốc quân đội. Giang giật vò tới bên trên địa phương, hơn 10 tên quân sĩ cũng bị đại hoàng đầu đụng bay, những cái kia quân sĩ bị đại hoàng đầu bên trên hoàng quang đụng chạm, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ y giáp tầng tầng bạo liệt, thân thể bị đâm đến máu thịt be bét, có hơn 10 người trong nháy mắt bị đại hoàng hoàng quang đánh chết. Là giang giật, giết, hai bên quân đội khẽ giật mình về sau, nhìn thấy cưới tại đại hoàng bên trên mặc y phục giả hành giang giật, trong mắt lập tức lấp lánh ra sát ý, một đám người không sợ chết hướng giang giật vào tới. Đại hoàng trở về. Giang giật trước tiên đem đại hoàng thu về, bởi vì hai bên có thần du cường giả bắn ra nguyên lực công kích. Mặc dù hắn không biết đại hoàng phòng ngự mạnh yếu, có thể hay không tiếp nhận những này nguyên lực công kích, nhưng đại hoàng là hắn chạy chối chết công cụ, hắn tự nhiên không dám để cho nó thụ thương. Địa hỏa, đại hoàng tiến vào linh thú phủ bên trong, giang giật bạo giống một tiếng, địa hỏa đổ xuống mà ra, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một cái cự đại hỏa diễm vòng bảo hộ, cực nóng khí tức rất nhanh bao phủ toàn bộ cự đại mà đạo, hai bên vừa mới vào tới rất nhiều quân sĩ lập tức bị thiêu chết. Hạ vô hối, xem vận khí ngươi, Giang giật coi thường hai bên võ giả, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu đống bùn, hỏa long kiếm bên trên sáng lên trói mắt hồng quang, hai đầu hỏa long rất nhanh ngưng tụ mà ra, mang theo một đoàn địa hỏa hướng đống bùn phía trên gào thét mà đi. Oanh, giờ khắc này, trên quan đạo mới trong đại quân mặt đất đột nhiên bị tạc nứt, vô số đất đá bắn ra, trung ương một chiếc xe ngựa cùng mấy trăm quân sĩ toàn bộ bị tạc bay, hai đầu hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, mang theo đầy trời bắn ra địa hỏa im ắng gào thét mà ra. a à, rất nhiều quân sĩ bị bạo tạc khí lãng nổ bay giữa không trung vốn là thụ trọng thương, kết quả bị hai đầu hỏa long đuổi kịp, thân thể trong khoảnh khắc nổ thành mảnh vỡ. Còn có càng nhiều người bị bắn ra mà ra địa hỏa đánh chúng, trên thân thể đều xuất hiện từng cái lỗ lớn, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xoạt, mấy vạn đại quân một mảnh xôn xao, bạo tạc trung tâm quân sĩ bản năng hướng ra ngoài lui, phía ngoài quân sĩ thì trong chiều ở giữa sông. Rất nhiều thần du cường giả hướng trong quân đại nhân vật dũng mãnh lao tới, có người hướng trung tâm vụ nổ vào tới, hiện trường loạn thành một đoàn tê dại. Đương nhiên, hiện trường sẽ như thế hỗn loạn, là bởi vì có hai cái quân đội, thần võ quốc quân đội bản năng e ngại giang giật. Đại hạ quốc quân đội không cùng giang giật tao ngộ qua, thấy có người tập kích tự nhiên trước tiên chuẩn bị khai chiến. Giang giật, thùng cơm đều là thùng cơm, Hậu Phương trong một chiếc xe ngựa hạ vô hối sắc mặt trở nên trắng bệch. May mắn hắn không có ngồi tại vừa rồi chiếc xe ngựa kia bên trong, nếu không giờ phút này đều biến thành thi thể. Chiếc xe ngựa kia thế nhưng là nổ thành mảnh vỡ a. À. Tại lão thái giám Ngụy Công công bồi hộ dưới, hắn nhanh chóng chui ra xe ngựa đối bên người mười mấy tên thần du cường giả bạo hống. Các ngươi lập tức đi dưới mặt đất, không tiếc bất cứ giá nào cho ta chém giết giang giật. Tuân mệnh. Bên cạnh hắn mấy chục người đều là thần du ngũ trọng trở lên cường giả đây là vương thất triệu tập tới viện quân. Hắn tại gió hè thành đợi mấy ngày, chính là vì các loại chờ những viện quân này, đám người này thế nhưng là cố ý cưỡi truyền tống trận đã tới hạ vũ thành, tại chuyển tới gió hè thành. Thái sử thật đám người kia không đáng tin cậy, vương thất người tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Suy suy, mấy chục người binh khí trong tay ra khỏi vỏ, một màn hàn quang lấp lánh, phía trên khí thức dọa người, lại toàn bộ đều là thiên khí. Mấy chục người nhanh chóng đào móc địa đạo, chỉ là trong chốc lát tự biến mất tại mặt đất, hướng lòng đất thông đạo phóng đi. Giang giật, đại quân phía trước một vị người mặc màu đen tướng quân chiến khải, cưỡi một cái cao lớn dị thú tướng quân nhướng mày, trong tay hắn cầm một thanh kim sắc hỏa kích, ở giữa không trung huy vũ một vòng, cả giận nói ám ảnh vệ xuất động, cho ta đem giang giật lưu lại. Tại đại hạ quốc giám tứ không kiêng sợ chặn giết đại quân, làm ta quốc không người sao. Suy suy, trong đại quân mấy chục người lập tức chui vào mặt đất, cái này mấy chục người rõ ràng đều là thần du cấp bậc cường giả, chỉ là trong trước mắt tự biến mất tại mặt đất, xông vào địa đạo. Giang giật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thính lực, bắn ra hai đầu hỏa long về sau, lập tức lắng nghe phía trên thanh âm. Hắn cũng không nghe thấy có người hô to điện hạ loại hình tiếng hét lớn, điều này nói rõ hạ vô hối không có ở chiếc xe ngược kia bên trong, hành động lần này cũng thất bại. Cảm nhận được vô số khí thức kinh khủng hướng trong địa đạo vào tới, giang giật bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hướng phía trước thông đạo chém ra một kiếm, để hỏa long mang theo địa hỏa đem người bên kia chém giết, cũng đem đuổi theo thần du cường giả bước lui. Đồng thời hắn hướng về sau mặt thông đạo ném ra một cái bạo nguyên trường, đốt giết một bọn người, cũng làm cho một đám thần du cường giả bị ép lui nhanh. Đi, Giang giật quyết định xuất thủ về sau, không có bất cứ chút do so dự nào, giờ phút này đi cũng đi được dứt khoát quả quyết. Thân thể hướng đại hoàng sông lên địa động bay vụt mà xuống, còn không có hạ xuống, không ngừng dùng bạo nguyên trưởng đột nhiên hướng đống bùn đập loạt, làm cho cả thông đạo đều chấn động không ngớt, vô số đất đá nhao nhao rơi xuống, đem thông đạo cho hủy đi. Đại hoàng, bay vụt hạ địa động phía dưới, Giang giật triệu hồi ra đại hoàng, cấp tốc hướng một cái thông đạo bên trong phóng đi, đại hoàng tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát tự biến mất tại một đầu địa đạo bên trong không thấy. Suy suy, phía trên vô số thần du cường giả, trong tay cầm linh khí thiên khí, nhanh chóng đảo móc địa đạo lao xuống nhưng chờ bọn hắn vào tới giang giật tiến vào địa đạo sau lại trợn tròn mắt phía dưới toàn bộ là thông đạo tựa như một cái lòng đất mê cung bốn phương thông suốt giao thoa tung hoành căn bản không biết từ chỗ nào truy tách ra tìm hạ vô hối cùng đại hà quốc đại tướng quân vương tô địch quốc hạ tử mệnh lệnh đám người này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ thế là mấy cái một tổ phân biệt tiến vào một cái thông đạo toàn lực bắt đầu truy sát giang giật đại hoàng tốc độ không nhanh không chậm nhưng là tuyệt đối không sánh bằng một chút thần du lục thất trọng võ giả. Giang giật đào cái này hơn 10 đầu địa đạo lên tác dụng rất lớn, nếu không cái này mấy chục người điên cuồng đuổi theo, kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Theo giang giật thông đạo đuổi theo người có bốn cái, bốn người này đều là thần du ngũ trọng trở lên cường giả, một đường điên cuồng đuổi theo rất mau đỡ tới gần khoảng cách, cũng nghe đến phía trước tiếng bước chân ẩm ập. Giang giật ngay ở phía trước, bốn người đôi mắt sáng lên, trên thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển ra tốc điên cuồng đuổi theo, hạ vô hối thế nhưng là nói, chém giết giang giật trùng điệp có thưởng. chương 242, mê hoặc bí thuật, có người đuổi tới, bốn cái, thực lực hẳn là thần du ngũ trọng đến thất trọng tả hữu Giang giật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thính lực, có thể tinh tường cảm ứng được phía sau tiếng bước chân. Hắn trong con người đều là băng lãnh, mấy người kia tốc độ so đại hoàng nhanh hơn, tiếp tục bôn tẩu xuống dưới khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Kỳ thật giang giật có thể đem phía sau thông đạo phá hủy, bốn người muốn truy khẳng định hội phí lực một chút, bất quá bị bốn người này khóa chặt, luôn luôn chuyện phiền toái, hắn trầm ngâm một chút, quyết định đem bốn người này cho làm. Đại hoàng, chuyển hướng, Giang giật không tiếp tục để đại hoàng thẳng tắp bôn tẩu, mà là bắt đầu quanh co khúc khủyểu tiến lên, dạng này mặc dù tốc độ càng chậm hơn, nhưng là sau lưng thông đạo cũng biến thành quanh co khúc khủyểu, đằng sau đuổi theo tới võ giả không có khả năng thật xa liền bắt đầu bắn ra nguyên lực công kích. Mà một khi bọn hắn áp sát quá gần, Giang giật tự có cơ hội chém giết bọn hắn. Giang giật đừng trốn, người linh thú tốc độ căn bản so ra kém chúng ta, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Sau khi về nước, vương thượng xem chấn Tây Vương mặt mũi cũng tuyệt đối sẽ không giết ngươi, lập tức dừng lại, nếu không chúng ta chỉ có thể động thủ, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Đằng sau bốn người càng ngày càng gần, một người trưởng hống, thanh âm rất là quỷ dị, nghe vào giang giật trong tai tựa như có loại vô hình ma lực, để tốc độ của hắn thoáng cái chậm lại, cuối cùng thế mà thật khống chế đại hoàng ngừng lại. Tam ca, người mê hoặc bí thuật quả nhiên lợi hại. Còn lại ba tên thần du cường giả lập tức giơ ngón tay cái lên, tên kia mở miệng thần du cường giả khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, hắc hắc thấp giọng cười nói, một tên mau đầu tiểu tử, chỉ có tử phủ cảnh thực lực, linh hồn có thể mạnh bao nhiêu coi như đạt được một chút trí bảo, lực công kích có chút hung tàn, cũng là thủy thiên nhu chi lưu, hừ hừ. Hưu, bốn người nhanh chóng tới gần Giang Giật, nhìn thấy hắn ngồi tại một cái kỳ quái yêu thú bên trên, đưa lưng về phía mấy người không nhúc nhích, bốn người trong con ngươi hiện lên một tia trần chờ một người mở miệng nói, giết vẫn là cầm xuống. Cầm xuống đi, điện hạ hội càng hài lòng, tên kia hiểu được công kích linh hồn cường giả mở miệng nói, quét sang giật hai mắt, lần nữa thấp giọng nói ra, ta lại sử dụng mê hoặc bí thuật, để hắn triệt để không thể phản kháng. Lão ngũ, lão lục đợi lát nữa các người đem hắn đàn điền đánh nát, cái này linh thú cũng giết đi, đáng tiếc cái này thái cổ di chủng đào một thú a à. Đào một thú, còn lại ba người giật mình, nhìn kỹ cũng phân biệt ra thở dài trong lòng cái này đào một thú lần trước xuất hiện là tại vài ngàn năm trước là lòng đất tối cường yêu thú một trong bị giang giật thuần hóa giang giật sớm muộn muốn chết cái này đào một thú cũng muốn chết rồi giang giật rất tốt ngoan ngoãn đừng nhúc nhích nhảy xuống đào một thú đem người bình khí toàn bộ vứt trên mặt đất đừng có bất luận cái gì công kích ý nghĩ chúng ta cam đoan người không chết sau khi về nước người cũng nhất định có thể còn sống sót còn có thể hưởng thụ một thế vinh hoa linh hồn cường giả lại mở miệng, thanh âm nghe vô cùng quỷ dị, cho người ta cảm giác như Mộc Xuân Phong, mà lại rất có tin phục lực, tự liền phụ cận ba người trong nháy mắt này, đều cảm thấy người này nói lời tuyệt đối là thật, Giang giật nhất định có thể còn sống sót. Hưu, Giang giật hai con người mê mang, quả nhiên nhanh chóng nhảy xuống đại hoàng, nguyên địa đờ đẫn đứng thẳng, mở mịt nhìn qua bốn người, trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Động thủ, tu luyện linh hồn cường giả gầm nhẹ một tiếng, hai tên thần du cường giả hóa thành thiểm điện hướng giang giật bay đi. Một người trong tay một thanh trường kiếm như kích quang điện ảnh bắn thẳng đến giang giật bụng dưới, muốn đem hắn đan điền phế bỏ. Ngu xuẩn, ngay tại hai người tiếp cận giang giật ba trường khoảng cách lúc, trong mắt của hắn vẻ mờ mịt biến mất, thay vào đó là đầy mắt lạnh ý. Sau lưng thái cổ di trùng đào một thú đại hoàng cũng đã biến mất, hỏa linh châu phát sáng lên, liên tục không ngừng địa hỏa gào thét mà ra, hắn đột nhiên đánh ra bạo nguyên trường, địa hỏa hóa thành hỏa xà bao phủ đi bị lừa rồi, hai người tại giang giật khẽ động tựu giật mình, đồng thời bắn ra một đạo nguyên lực công kích, thân thể lập tức lui nhanh. Nhưng bọn hắn không bắn ra cái này nguyên lực công kích còn tốt, một phát bắn thì hư chuyện. Giang giật dùng hữu tâm tính vô tâm, địa hỏa phóng thích quá nhanh, hai người nguyên lực công kích gào thét mà đến, hắn vừa vặn đánh ra bạo nguyên trường, địa hỏa bao phủ ra. Kết cục không cần phải nói, có địa hỏa tại hai người nguyên lực công kích căn bản không gây thương tổn được giang giật, ngược lại đem địa hỏa nổ chia năm xẻ bảy đầy trời bắn ra sát lục chân ý phong ảnh kiếm giang giật tăng thêm một phần lực sát lục chân ý phóng thích mặc dù ảnh hưởng không lớn nhưng cũng có thể để cho hai người tốc độ chậm lại một tia vải đen xuất hiện đột nhiên hướng phía trước bổ ra lập tức cuồng phong gào thét vô số phong long gào thét mà đi để địa hỏa triệt để biến thành mạn thiên hỏa tinh hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi a à, a à, hai người khoảng cách giang giật quá gần coi như lùi đến tốc độ lại nhanh cũng không kịp kia bắn ra mà đến hỏa tinh bắn tại trên thân hai người, nhẹ nhõm đốt mặc vào hai người hộ giáp, đem bọn hắn thân thể đốt ra từng cái lỗ lớn, một người trong nháy mắt tử vong, một người bị trọng thương, một cái chân còn bị đốt đoạn mất. Địa hỏa nhiệt độ hiển nhiên còn chưa đủ, trên thân hai người thiên khí ngược lại là đều hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá cũng bị thiêu đốt đến một mảnh cháy đen. Hưu, Giang giật thân thể bay vụt mà đến, cấp tốc hướng hai người khác bách đi, hắn bên ngoài cơ thể bên ngoài địa hỏa, rất mau đưa kia trọng thương võ giả đốt thành hư vô, đem một cỗ thi thể khác cũng đốt thành bột mịn, nóng hổi sóng lửa thẳng bước phía trước hai người. Làm sao có thể, vị kia tu luyện linh hồn bí thuật cường giả đầy mắt kinh dị, tựa hồ không tin tưởng giang giật cảnh giới như thế, linh hồn làm sao lại như vậy cường đại, căn bản không sợ hắn mê hoặc bí thuật một người khác thì nhanh chóng bắn ra đạo đạo nguyên lực công kích, ý đồ đem giang giật địa hỏa tiêu hao hết. Phanh phanh phanh, kinh khủng nguyên lực công kích mỗi lần bắn tại địa hỏa phía trên, từng đoàn từng đoàn địa hỏa đều sẽ bị nổ tung, nhanh chóng tiêu hao. hai người cũng gấp nhanh lui lại. giang giật tốc độ căn bản đuổi không kịp hai người. chết. giang giật trầm hống một tiếng. hỏa long kiếm bên trên hỏa linh châu sáng lên. một phiên màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện. giang giật đột nhiên đưa tay một nhát, để màu đỏ tiểu thạch đầu bay đi. sau đó lại lần đánh ra một trường, để hỏa linh thạch bay vụt tốc độ tăng nhanh mấy phần. a à lui. hai người bắt đầu không để ý, nhưng ở hỏa linh thạch phía trên toát ra màu xanh hỏa diễm sau lập tức bị hù dọa một cỗ so địa hỏa cực nóng gấp 10 gấp trăm lần nhiệt độ cao bao phủ địa đạo hai người mặc dù tại bên ngoài trăm trưởng nhưng cũng cảm giác toàn thân bị thiêu đốt suy suy trên mặt đất hai thanh không có bị địa hỏa hòa tan thiên khí tại hỏa linh thạch bay qua về sau lại phát ra suy suy thanh âm mặt ngoài bị hòa tan thành nước thép có thể thấy được cái này hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm nhiệt độ chi cao a à, kinh khủng nhiệt độ cao để cho hai người cảm giác được ngạt thở trong thân thể khí huyết cũng lăn lộn không ngớt nguyên lực nhiễu loạn tốc độ thoáng cái suy giảm hỏa linh thạch bay vụt mà đến, càng đến gần, hai người tốc độ càng chậm, đôi mắt cũng đều là hoảng sợ, trên người áo bảo bắt đầu bốc cháy, toàn thân lông tóc bốc lên khói xanh, cuối cùng tươi sống bị nhiệt độ cao thiêu chết, trong tay hai người thiên khí cũng lần nữa bị đốt phá hư. A, 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 thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng thét chói tai trong sơn động quanh quẩn không ngớt, để phụ cận trong thông đạo, cùng đằng sau lần theo đuổi theo võ giả bước chân run lên, sắc mặt dây lát biến. Đi, giang giật nghe được bốn phương tám hướng đều truyền đến rất nhỏ tiếng vang hiển nhiên nơi xa trong thông đạo người bắt đầu khai quật địa động hướng bên này vào tới tự nhiên không còn dám dừng lại thu hồi địa hỏa triệu hồi ra đào một thú đại hoàng hướng nơi xa mà đi lần này hắn học thông minh bắt đầu dùng bạo nguyên trưởng hủy đi thông đạo dạng này có thể ngăn cản truy kích võ giả tốc độ vù vù giang giật đào tẩu sau một lát hai bên rất nhiều người khai quật thông đạo đã tới hiện trường thông đạo đằng sau lần theo đuổi theo võ giả cũng chạy tới nơi đây Nhìn thấy địa động khắp nơi đều một mảnh cháy đen, bốn phía trong không khí còn sót lại nhàn nhạt, nhạt, mùi máu tươi, cùng cực nóng khí tức, toàn bộ âm thầm kinh hãi. Chương 243, Lòng ưng, nhất là mọi người thấy trên mặt đất bị đốt phá hư bốn thanh thiên khí, toàn bộ sắc mặt trầm xuống, có chút không dám đuổi. Thiên khí đến cỡ nào cứng rắn bọn hắn rõ ràng nhất bất quá, địa hỏa là tuyệt đối đốt không hủy, giang giật không cần phải nói còn có khác kinh khủng thủ đoạn, nếu không cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đánh giết bốn người, truy, mặc dù như thế, một đám người vẫn là rất nhanh hướng giang giật đào tẩu phương hướng đuổi theo, có thể hay không chém giết giang giật là một chuyện, truy chuy không truy kia là thái độ vấn đề, bộ dáng cũng nên làm một chút a à. Rất rõ ràng, lần này mọi người đào móc địa đạo tốc độ chậm lại, mỗi người con người chấp động, người nhìn ta ta nhìn ngươi đều tại tiêu cực biếng nhác, chuẩn bị ứng phó xong việc. Nhất là đại hạ quốc bên kia võ giả, đuổi một khoảng cách đi thẳng về phục mệnh, mặc kệ. Giang giật hủy đi thông đạo, mà lại tiến lên phương hướng chợt trái chợt phải, thoáng cái lại thẳng tắp lặn xuống vạn trượt, để mọi người truy sát độ khó trở nên lớn hơn. Giống như đi cùng một chỗ truy tốc độ chậm hơn, tách ra căn bản khóa chặt không được giang giật vị trí. Thần võ quốc cường giả đang đuổi giết một canh giờ sau, toàn bộ quay đầu trở về, lần này truy sát cũng tuyên cáo thất bại. Giang giật vậy mà có thể đem thiên khí cho thiêu hủy còn có thể đơn giản chém giết bốn tên thần du ngũ trọng cường giả. Đại hạ quốc đại tướng quân vương Tô Địch Quốc nghe thủ hạ hồi báo, trong con người hiện lên vẻ khác lạ. Hắn ngược lại là nghe nói qua một chút giang giật sự tích, cũng biết là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, lại không nghĩ rằng bằng chừng ấy tuổi chiến lực như thế mạnh mẽ. Mặc dù là dựa vào một chút bảo vật, cũng không phải là hắn chân chính chiến lực, nhưng có thể được đến nhiều như vậy bảo vật, bản năng cũng là thực lực chứng minh không phải. Phế vật, hạ vô hối biết được truy sát sau khi thất bại lần nữa giận không thể nghỉ, lại mất thể diện, vẫn là ngay trước đại hạ quốc mấy vạn đại quân, lần này mất mặt thế nhưng là vứt xuống nước ngoài. Đại quân lần nữa tiến lên, lần này càng thêm cẩn thận, lòng đất 10 triệu, 50 triệu nhất đường bị đào móc địa đạo, nhất là hạ vô hối phía dưới càng nắm chắc hơn ngàn quân đội xem như bức tường người, dòng giã phòng hộ mấy tầng, Giang giật muốn lần nữa theo lòng đất đánh lén khó như lên trời. Ai, Giang giật theo đại quân ngoài mấy chục dặm một cái sơn phong bên trong lao ra, bôn tổ một khoảng cách về sau, lại tìm kiếm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh khai quật địa động, lần nữa chạy trốn. Trên mặt hắn đều là thần sắc lo lắng. Đại quân thực sự nhiều lắm, cường giả như mây. Đây là trong đại quân thần du cường giả tối đỉnh không nhúc nhích kết quả, thần du cường giả tối đỉnh đều sẽ đạo văn công kích, địa hỏa cũng không nhất định chống đỡ được a. À. Không có biện pháp, ngồi tại đào một thú đại hoàng trên thân, giang giật có chút mê mang. Hắn căn bản tìm không thấy hạ vô hối, tình huống này cũng rất khó tại ở gần xe ngựa, địa đạo phía dưới phòng thủ hội càng nghiêm mật, mà lại coi như chém giết hạ vô hối, hắn cũng không nhất định có thể cầm tới cổ thần nguyên giới. Cổ thần nguyên giới có thể hay không bị chém nát hắn còn không xác định. Trên mặt đất đi không được, dưới mặt đất cũng đi không được. Không có đường sao, Giang giật vuốt vuốt mặt, rất nhanh đôi mắt sáng lên, mặt đất cùng dưới mặt đất đi không được, hắn có thể lên trời ạ. À. Trong quân có rất nhiều thần du cường giả, hắn không thể tới gần đại quân quá gần, nhưng là hắn có. Hỏa linh thạch A, giống như cưới linh thú phi hành, hắn căn bản không cần tới gần đại quân, trực tiếp có thể trên bầu trời dùng hỏa linh thạch công kích. Tốt, Giang giật hưng phấn lên, hắn còn có một viên linh thú phù, hỏa phượng chết hắn cũng dám lại thuần hóa một cái linh thú. Đã thuần hóa hỏa phượng thời điểm hắn không chết, đi thuần hóa một cái khác linh thú cũng sẽ không xảy ra sự tình a. À. Đi, Đại Hạ Quốc nào có yêu thú Giang giật rất rõ ràng, đi tam vạn Đại Sơn đã tới đã không kịp, chỉ có lân cận tùy ý tìm kiếm một cái có thể phi hành yêu thú. Đại Hoàng, về phía Tây vừa đi, tiền khôn cho địa đồ, phía Tây có một cái vân Hà Sơn, nơi đó cao cấp yêu thú mặc dù không có, nhưng tam giai yêu thú nghe nói vẫn phải có, nhị giai yêu thú càng là rất nhiều, tại Đại Hạ Quốc rất nổi danh. Nơi này khoảng cách Vân Hà Sơn không tính quá xa, đoán chừng một ngày liền có thể đuổi tới. Thuần hóa linh thú sau lại đuổi bắt đại quân, một hai ngày cũng đủ rồi, có thể khắp nơi đại quân đến Hạ Vũ Thành trước đuổi kịp. Bò, o, à, bò, o, à. đại hoàng hướng dưới mặt đất tiềm hành vạn trượng sâu về sau, bắt đầu tốc độ cao nhất về phía tây mới phóng đi, Giang giật xác định sau khi an toàn, xếp bằng ở đại hoàng bên trên nghỉ ngơi tu luyện, bổ sung tiêu hao thể lực cùng nguyên lực. Không ra Giang giật dự kiến, tại sáng sớm ngày thứ hai, hắn tự chạy tới Vân Hà Sơn phụ cận, hắn xác định phía trước liền là Vân Vụ Sơn về sau, lần nữa lặn xuống trực tiếp theo lòng đất tiến vào Vân Hà Sơn chỗ sâu. Vân Hà Sơn bên trong quả nhiên có rất nhiều yêu thú, Giang giật vừa ló đầu ra liền phát hiện một cái nhị giai yêu thú, hắn vung vẩy hắc lân kiếm nhẹ nhõm giết chết, cấp tốc tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, tìm kiếm có thể bay yêu thú. Nhưng mà, đi vòng vo một buổi sáng, yêu thú gặp được mấy chục con, hắn chỉ tao ngộ hai cái biết bay yêu thú, nhưng cái này hai cái là nhất sai gà Tây. Thân thể chỉ có phổ thông gà trống gấp hai lớn như vậy, giang giật nếu là đứng lên trên, cái này hai cái gà Tây sợ là bay cũng bay không dậy nổi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giang giật nội tâm càng thêm cấp bách, hắn chậm chế thời gian càng lâu, đại quân rời đi hạ vũ thành càng gần, một khi vào thành hắn tự triệt để không cách nào, luôn không khả năng giết vào đại hạ quốc hoàng cung a thu phía trước đột nhiên truyền đến một đạo to rõ tiếng chim hót giang giật ngẩng đầu nhìn một cái lập tức cuồng hỉ một cái to lớn diều hâu tại thiên không xoay quanh cái kia màu đen lông vũ như từng thanh từng thanh đao nhọn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ tới từng đạo hàn quang làm lòng người sợ nhị giai đỉnh phong yêu thú lòng ưng giang giật nhìn thấy kia diều hâu trên đầu có một cái lòng rác về sau càng thêm thích tam giai yêu thú có thể ngộ nhưng không thể cầu có thể có nhị giai đỉnh phong yêu thú đã rất tốt. Hưu, Giang giật thân thể bay vọt lên, nhảy lên một cái tiểu thạch trên đỉnh, lấy ra diệt thần nỏ đối bầu trời một trận loạn xạ, hy vọng hấp dẫn cái này long ưng lực chú ý. Kết quả bầu trời long ưng tựa hồ không thấy được, diệt thần nỏ tầm bắn cũng quá ngắn, Giang giật bắn hơn 10 tiễn sau bất đắc dĩ thu hồi diệt thần nỏ. Hắn con người nhất chuyển, thân thể nhanh chóng toát ra hừng hực liệt hỏa, trong thân thể còn thả ra sát lục chân ý, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xoay quanh long ưng quả nhiên một chiêu này lập tức có hiệu quả bầu trời long ưng xoay quanh một vòng rất nhanh hướng cái này dám to gan khiêu khích nó người loại lao xuống còn không có tới gần giang giật bầu trời lập tức trở nên lờ mờ cũng cảm giác bầu trời bị mây đen che đậy đến hay lắm giang giật thu hồi địa hỏa sát khí trên người cũng đã biến mất cứ như vậy bình tĩnh đứng thẳng chờ đợi long ưng bay xuống trá long ưng khoảng cách giang giật trăm trượng khoảng cách lúc đột nhiên mở ra miệng rộng phun ra một đạo lôi điện đem giang giật dọa đến hổ khu chấn động hắn vội vàng lấy ra ma thiên lăng đem thân thể vây quanh đi vào ầm um, kia lôi điện có nắm đấm lớn như vậy giang giật bị lôi điện đánh trúng ma thiên lăng lập tức ngân quang lóng lánh hắn toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài đứng thẳng tiểu thạch phong bị lôi điện đánh cho chia năm xẻ bảy bốn phía một mảnh trái đen xúc sinh cho ta lăn xuống đến giang giật trên người ma thiên lăng biến mất thân thể thật cao bay vụt mà lên sát lục chân ý phóng thích kinh khủng sát khí lập tức bao phủ giữa không trung chuẩn bị xoay quanh mà lên long ưng chiêm chiếp, sát lục chân ý đệ tam trọng rất khủng bố, đừng nói cái này nhị giai đỉnh phong yêu thú, liền là cấp thấp tam giai yêu thú đều muốn bị chân áp. Cái này long ưng bị hù dọa, vậy mà quên đi dương cánh bay lượn, thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Giang giật lại lấy ra hỏa long kiếm, nguyên lực quán chú, song trọng chân áp phía dưới, cái này long ưng triệt để không thể động. Tốt, Giang giật đại hỉ, lấy ra một khối linh thú phù, nhanh chóng đánh ra ký tự màu vàng thuần hóa. Lần này thuần hóa lạ thường thuận lợi, tại Long ưng cùng Giang giật có một tia linh hồn liên hệ về sau, linh hồn của hắn thậm chí đều không có nửa điểm dị động, để Giang giật càng thêm hoài nghi mình linh hồn phải chăng xảy ra vấn đề. Đi, đem Long ưng thu nhập linh thú phù, Giang giật cũng không dám lại chậm trễ thời gian, lập tức triệu hồi ra đào một thú đại hoàng, theo lòng đất thẳng tắp hướng hạ vũ thành phóng đi. Hắn từ dưới đất đi cùng theo thiên thượng bay, cũng không có gì khác nhau, đều là thẳng tắp bôn tẩu, đại hoàng tốc độ sau cái này Long ưng khẳng định mau một chút, hắn đương nhiên lựa chọn theo lòng đất đi. chương 244, ăn cướp trắng trợn, trong lòng đất lao nhanh cả ngày, Giang giật đã tới hạ vũ thành phương bắc một cái thành nhỏ, quế hoa thành. Tiến vào thành dò xét một phen tin tức về sau, hắn như chút được gánh nặng, đại quân vừa mới qua quế hoa thành, dự tính lúc trạng vạng tối phân đến hạ vũ thành, hắn còn có một buổi chiều. Cơ hội cuối cùng, giờ khắc này, Giang giật ngược lại bình tĩnh xuống tới, hắn không có vội vã đuổi theo đại quân, mà là tìm một cái tử lâu, hảo hảo ăn một bữa, tắm một cái mặc vào một thân cầm bào. Lúc này mới nghênh ngang ra khỏi thành, ở ngoài thành một cái không nhân hoang dã bên trong, hắn gỡ xuống mặt nạ ra người, thay đổi một khối quỷ vương mặt nạ, lấy ra linh thú phủ quát khẽ, long ưng ra. Chiêm chiếp, một đạo to lớn bóng đen tại phía trước ngưng hiện, cái này long ưng chiều cao đạt tới hai trượng, tựa như một tòa di động tòa thành, toàn thân màu đen lông vũ như cương thiết đúc kim loại, chiếu sáng rạng rỡ. Giang giật hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên long ưng lưng phía trên, bắt lấy cổ của nó, lúc này mới hét lớn, bằng nhanh nhất nhanh hướng phía nam bay. Chiêm chiếp, long ưng hai cánh mở ra, mặt đất lập tức cuồng phong gào thét, nó thân thể cao lớn phù diêu mà lên, đâm thẳng cửu thiên. Giang giật toàn thân tóc đen áo bảo bị thổi làm bay phất phới, con mắt cũng bị cuồng phong thổi đến không căng ra, híp lại. Hắn nhìn qua phía dưới càng ngày càng nhỏ thành trì, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, cũng có chút đầu váng mắt hoa, cũng như năm đó theo thiên quân một tòa kia bảo tháp bên trong hướng phía dưới nhìn lại. Tốt, tốt, khác đừng đi lên bay, nhìn thấy rời đi mặt đất đã cao vạn trượng, người phía dưới đều biến thành kiến tộc, giang giật vội vàng khống chế long ưng hướng phương nam bay đi, giống như độ cao đừng nói thần du cường giả tối đỉnh, coi như kim cương cảnh cường giả cũng đừng hòng ở phía dưới làm bị thương hắn a. À. Đương nhiên, đây là giang giật đơn phương ý nghĩ, kim cương cảnh cường giả thế nhưng là có thể ngự không phi hành, Muốn lấy chết hắn và giết chết một cái kiến tộc không có khác nhau Lòng ưng tốc độ coi như không tệ Tại thiên không thẳng tắp phi hành Cũng có thể rút ngắn khoảng cách Hạ vô hối bọn hắn nhiều như vậy đại quân Hành quân tốc độ chắc chắn sẽ không quá nhanh Giang giật có lòng tin tại trong vòng một canh giờ đuổi kịp đại quân Đại quân hành quân tốc độ tự nhiên không tính quá nhanh Bởi vì quan đạo phía dưới tăng lên bộ đội phòng ngự Phía dưới quân sĩ muốn khai quật thông đạo đi về phía trước Tốc độ tự nhiên mau không nổi Bất quá hai ngày này Giang Giật cũng không có xuất hiện, Hạ Vũ Thành cũng sẽ tại hai canh giờ bên trong đến, Hạ Vô Hối cùng Tô Địch Quốc cũng ngơi quan tâm. Bọn hắn cũng không sợ Giang Giật có thể đem Hạ Vô Hối giết đi, chỉ là tiếp cận Hạ Vũ Thành, phụ cận người đi đường và thương đội đều nhiều, nếu là lại cho Giang Giật chặn giết một lần, Hạ Vô Hối cùng Tô Địch Quốc mặt hội lại đau một lần. Ba ba ba, phía trước quan đạo bên cạnh lại xuất hiện mấy cái đại thương đội, đương nhiên cái này thương đội không có khả năng còn tại trên quan đạo sớm bị đại quân khống chế ở một bên chờ đại quân thông qua. Những thương nhân này rõ ràng đều là đại hạ quốc con dân, nhìn thấy đại quân phía trước tô địch quốc tỏa kỵ về sau, từng mảnh từng mảnh quỳ xuống xuống dưới, tô địch quốc là đại hạ quốc duy nhất đại tướng quân vương, ở trong nước uy vọng rất cao. Ừm, tô địch quốc rất hài lòng khẽ vuốt cằm, sau lưng liền là thần võ quốc đại quân cùng hạ vô hối, hắn cảm giác rất có mặt mũi, đám người này ngược lại là hiểu chuyện. Chiêm chiếp, đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo to rõ thanh âm, để Tô Địch Quốc vừa vặn chuyển tâm tình lập tức trầm xuống. Khi hắn ngẩng đầu hướng cao vạn trượng uổng phí bên trên quét qua, nhìn thấy một người cưỡi long ưng thẳng tắp hướng đại quân vào tới về sau, sắc mặt càng kém. Đại Hạ Quốc có được linh thú người có rất nhiều, có được linh thú phi hành người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Đại Hạ Quốc bất luận kẻ nào, cũng không dám khống chế linh thú tại đỉnh đầu hắn và mấy vạn trên đại quân uổng phí phi hành, người này rõ ràng kẻ đến không thiện. Đề phòng, Tô Địch Quốc quát khẽ một tiếng, trong đại quân có rất nhiều thần du cường giả, nhanh chóng bay vọt lên xe ngựa phía trên, cùng phụ cận thạch phong trên núi nhỏ, xa xa nhìn chăm chú trên đỉnh đầu xoay quanh Long ưng, còn có Long ưng phía trên nam tử. Ừ, hạ vô hối xuyên thấu qua màn xe xem xét, biến sắc, trong con người nhưng đều là kinh nghi. Giang giật không phải có được một cái thái cổ di chủng đào một thú sao một người không có khả năng có được hai cái linh thú, đây là mọi người đều biết sự tình. Giống như người này không phải giang giật, vậy sẽ là ai? Chiêm chiếp, bầu trời long ưng kêu khẽ một tiếng, bắt đầu hướng phía dưới lao xuống, phía dưới thần du cường giả toàn bộ khẩn trương lên, trên tay mọi người nguyên lực vần quanh, tùy thời chuẩn bị phát ra công kích. Một ngàn có được diệt thần nỏ quân sĩ cũng dùng cung tên khóa chặt phía trên long ưng, càng nhiều quân sĩ đều lấy ra cung tiến, nỏ máy nhắm chuẩn bầu trời long ưng, chỉ cần nó dám tới gần, sẽ lập tức công kích. Tô địch quốc cưới một cái cao lớn dị thú bên trên, trong tay một cái hòa kích chỉ phía xa bầu trời, hỏa kích bên trên quang mang lấp lánh, khi tức dọa người, hắn nhìn qua long ưng bên trên mang theo mặt nạ nam tử hú dài, người đến người nào bản nhân là đại hạ quốc đại tướng quân vương tô địch quốc, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách bản vương không khách khí. Ha 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 ha, long ưng giảm xuống mấy ngàn trượng khoảng cách, ở giữa không chung ngừng lại, kia mang theo quỷ vương thấy mặt vua nam tử cười dài, quát lớn nói, tô tướng quân, ta vô ý cùng đại hạ quốc là địch. Các người không công kích ta, ta cũng sẽ không giết đại hạ quốc một người ta chỉ cần chấn hồn thảo, hạ vô hối, chỉ cần ngươi giao ra chấn hồn thảo ta lập tức thối lui, nếu không. Tự gánh lấy hậu quả, giang giật, mấy vạn đại quân một mảnh xôn xao, giang giật lại tới vẫn là như thế chiêu giao, như thế tứ không kiêng sợ, ngay trước mấy vạn đại quân, vô số cường giả mặt, uy hiếp thần võ quốc thái tử đây là muốn ăn cướp trắng trợn tiết tấu sao. Hắn làm sao có hai cái linh thú còn có lần trước hỏa phượng chẳng lẽ cũng là hắn. Hạ vô hối trong con người đều là ngạc nhiên, bất quá xác định là giang giật không khác thanh âm này hóa thành cho hắn đều biết trên mặt hắn kinh ngạc rất nhanh chuyển thành nổi giận hắn trầm hống người tới cho ta giết chết hắn giết chết cái này nghịch tặc thần võ quốc cường giả cũng nghĩ giết chết giang giật tô địch quốc đồng dạng nghĩ nhưng giang giật giờ phút này cách xa mặt đất có mấy ngàn trượng khoảng cách bọn hắn công kích với không tới a à. tô địch quốc trong con người ẩn ẩn có chút tức giận hắn trầm ngâm một phen lần nữa gầm thét không hối hận biện hạ là nước ta khách quý hắn giờ phút này đã tại nước ta cương vực bên trong, chúng ta tự nhiên muốn hộ vệ an toàn của hắn. Bản vương mặc kệ ngươi là ai, lập tức lùi cho ta đi, nếu không sẽ coi là đại hạ quốc địch nhân. Giết chết bất luận tội, ha ha ha, giang giật sừng sướng tại long ưng phía trên, tô địch quốc uy hiếp hắn xem như đánh rắm, hắn nhìn xuống mới mấy chục cỗ xe ngựa một chút, hét lớn, hạ vô hối, là cái nam nhân liền lăn ra, cùng rùa đen đồng dạng rụt lại có ý gì có cho hay không chấn hồn thảo, cũng nên cho ta một câu đi. Hừ, hạ vô hối rốt cục nhịn không được, hai tay phá không xe ngựa đỉnh chóp bay vọt mà lên, sừng sững tại xe ngựa trần xe, bên cạnh một tên lão thái giám lập tức đi theo ra, bốn phía thần du hộ vệ đem hắn bao bọc vây quanh. Hạ vô hối nhìn qua không trung giang giật, cười lạnh hét lớn, giang giật, chấn hồn thảo ngay tại bản điện hạ trong tay, người có gan xuống tới cầm đi. Tốt, ta đến rồi, giang giật cười một tiếng dài, lòng ưng nhanh chóng đáp xuống. Phía dưới hạ vô hối bọn người đôi mắt sáng lên, vô số thần du cường giả, thậm chí bao gồm tô địch quốc binh khí trong tay đều phát sáng lên, vô số nguyên lực công kích bay vụt mà lên, còn có rất nhiều tầm bắn xa nỏ máy cũng như châu chấu hướng bầu trời vào tới. Ha ha ha, Giang giật thị lực kinh khủng dị thường, căn cứ nguyên lực cung tên bay vụt tốc độ, đoán đại khái ra công kích của đối phương khoảng cách, rời đi mặt đất 3.000 trượng khoảng cách lúc, hắn không dám tiếp tục giảm xuống, nếu không Long ưng sợ là muốn bị chém giết. Hắn khống chế Long ưng hướng lên trên mặt bay đi, trong tay hắn Hỏa Linh Châu cũng phát sáng lên, một viên màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện, hắn một tay đột nhiên vỗ, Hỏa Linh thạch lập tức mà xuống. Toàn bộ giải tán, lui, hưu, tại Hỏa Linh thạch xuất hiện một khắc này, lão thái giám Ngụy Công công cùng bốn phía thần du cường giả, còn có Tô địch quốc toàn bộ sắc mặt thay đổi. Lão thái giám một tay nắm lên hạ vô hối dùng tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bắn tới, bốn phía cũng loạn thành nhất đoàn nha, rất nhiều thần du cường giả bay vọt lên hướng bốn phía bỏ chạy những cái kia thần võ quốc quân sĩ cũng hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng thối lui. Xuy suy, hỏa linh thạch bị giang giật dùng sức nện xuống, rơi xuống đất tốc độ quá nhanh, còn tại giữa không trung tự toát ra màu xanh hỏa diễm, kia cực nóng khí tức đem phía dưới mấy ngàn người bao phủ đi vào, tự liền quân đội phía trước tô địch quốc đều cảm nhận được kia kinh khủng nhiệt độ cao. a à, thần du cường giả tốc độ nhanh tất cả trốn đi, thần võ quốc quân sĩ muốn chạy trốn, nhưng bốn phía đều là quân đội, bọn hắn có thể bỏ chạy cái nào hỏa linh thạch cuối cùng rơi vào trong quân, kinh khủng nhiệt độ cao đem mấy trăm người đốt sống chết tươi, còn đem gần ngàn người đốt bị thương. Chiêm chiếp, trên bầu trời giang giật, lần nữa khống chế lòng ưng đáp xuống, hắn khóa chặt bị lão thái giám mang theo chạy trốn hạ vô hối, hú dài, hạ vô hối, không giao ra chấn hồn thảo, ta đem ngươi thần võ doanh toàn bộ thiêu chết. Tô địch quốc để các ngươi người lăn đi, nếu không đã ngộ thương, ta tổng thể không phụ trách. Chương 245, một thế bêu danh, cuồng vọng, phách lối, ngu xuẩn. Đây chính là giang giật cho phía dưới tất cả mọi người cảm giác, giống như giờ phút này là một tên kim cương cảnh cường giả đứng ngạo nghễ trên không, người phía dưới hội cảm giác bá khí, sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng giang giật tính là thứ gì một cái 16 tuổi thiếu niên, đi cầu chết vận, đạt được một chút bảo vật, muốn đổ sát mấy vạn đại quân còn muốn uy hiếp đại hạ quốc duy nhất đại tướng quân vương. Vô số người nổi giận, tô địch quốc càng là giận không thể nghỉ ngơi. Nhưng tất cả mọi người giận thì giận, bọn hắn rất nhanh đều nhận rõ hiện thực, bọn hắn giết không được giang giật, giang giật lại có thể không ngừng vứt xuống loại kia có được kinh khủng hỏa diễm tiểu thạch đầu, đốt giết một bọn người. Quá nhiều người, chung quanh đây địa hình cũng không phải bình nguyên, muốn trong thời gian ngắn đem đại quân tản ra căn bản không có khả năng. Giang giật rất nhanh khống chế long ưng đáp xuống, hắn lao xuống khoảng cách rất khéo léo, cách mặt đất 2.000 đến 3.000 trường. Khoảng cách xa như vậy coi như nhất cường đại nỏ máy, cùng thần du đỉnh phong nguyên lực ngoại phóng cũng không thể làm bị thương lui một vạn bước nói, người phía dưới vận khí nghịch thiên, thật có thể bắn chúng, đoán chừng lực tổn thương cũng cực kỳ nhỏ, chỉ ít chém giết không được long ưng. Vù vù, Giang giật một đường hướng hướng hạ vô hối truy sát mà đi, mỗi lần đáp xuống, đều sẽ bắn ra một viên hỏa linh thạch. Hắn hỏa linh châu bên trong còn có hơn 20 mai hỏa linh thạch, lần này cần là hạ vô hối không cho chấn hồn thảo, hắn liền chuẩn bị toàn bộ đập xuống, để hạ vô hối cùng thần võ quốc mất hết mặt mũi, nhìn hắn còn có mặt mũi đi cầu thân không. A, à, lão thái giám mang theo hạ vô hối nhanh chóng tránh né, bọn hắn hướng cái nào tránh giang giật hướng phía đó ném. Bốn phía đều là người, giang giật là dùng đập, hỏa linh thạch tốc độ quá nhanh, người phía dưới căn bản không kịp tránh né. Mỗi lần ném xuống ít thì hai, ba trăm người thiêu chết, nhiều thì bốn năm trăm người, kinh khủng nhiệt độ cao cũng làm cho rất nhiều người đốt bị thương. Hạ vô hối, người thân là thần võ quốc thái tử, những này quân sĩ đều là người thần tử, ngươi tự trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết một gốc chấn hồn thảo có thể tính gì chứ vì một điểm vật ngoài thân người cam lòng ngươi thần tử chết thần võ doanh bọn các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng đây chính là các ngươi ủng hộ thái tử tương lai vương thượng phẩm hạnh như thế như thế lòng dạ phách lực như thế có tư cách gì thống soái các ngươi tô tướng quân còn không cho các ngươi người thối lui hừ hừ nghe nói thái tử điện hạ là tới đón cưới công chúa của các ngươi bực này đức hạnh người các ngươi cũng cam lòng để các ngươi công chúa gả cho hắn Giang giật mỗi lần ném một viên hỏa linh thạch tấu hét lớn một tiếng, thanh âm dùng nguyên lực quán chú, như lôi minh điện giống, mấy vạn đại quân còn có phụ cận vô số thương đội, người đi đường, các quốc gia ẩn tàng trinh sát đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hạ vô hối muốn chọc giận điên rồi, nhưng hắn cứ ngắc lấy một hơi liền là không mở miệng, cũng không cho chấn hồn thảo. Hắn biết rõ một khi cho chấn hồn thảo, Giang giật sẽ lập tức cao chạy xa bay, giống như hắn ẩn núp đi, đời này sợ là rất khó đánh giết hắn. Sở dĩ giờ phút này hắn mất hết mặt mũi, thần võ doanh bọn cũng buồn lòng, hắn vẫn là cắn răng, giả bộ như không nghe thấy. Tô Địch Quốc cũng muốn giận điên lên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được giang giật loại này tên điên, trọng yếu nhất là cái này tên điên có một loại kinh khủng đến cực điểm, nghe nghe thấy vì cái gì bốc hỏa thạch đầu. Cũng chính là bởi vì giang giật có Hỏa Linh thạch, mới có thể xuất hiện hôm nay loại này quỷ dị tới cực điểm tình huống nếu không coi như bất luận cái gì một tên thần vũ cảnh cường giả tối đỉnh cưỡi linh thú phi hành, hắn đồng dạng có biện pháp đối phó. Coi như Thủy Thiên Nhu cưỡi linh thú phi hành, dùng diệt thế ngân quyển thẻ, nàng cũng nhất định phải đem khoảng cách kéo đến ngàn trượng, diệt thế ngân quyển mới có thể có đầy đủ lực sát thương. Ai sẽ cùng giang giật quái thai này đồng dạng, có được có thể bốc hỏa thạch đầu cái này thạch đầu còn căn bản không thể đánh nát, thần du cường giả đều đụng chi hẳn phải chết. Nếu là giang giật có được vô tận đá lửa, đây không phải là trăm vạn đại quân đều có thể nhẹ nhõm đồ sát tô địch quốc trong đầu toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ còn tốt giang giật cưỡi yêu thú là nhị giai yêu thú nếu như là tam giai đỉnh phong yêu thú còn có được vô cùng vô tận thạch đầu sợ là hắn tự kim cương cảnh hạ vô địch người tới lập tức phát tín hiệu mời lão cung phụng xuất thủ mặt khác triệu tập có được phi hành yêu thú võ giả truy sát giang giật tô địch quốc lặng yên hạ lệnh một tên thần du bát trọng võ giả lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng hạ vũ thành phóng đi Giang giật hôm nay không chỉ có đánh hạ vô hối thần võ quốc mặt, đại hạ quốc cùng hắn tô địch quốc mặt cũng mất hết, mấy vạn đại quân lại cầm một người không có cách, truyền đi còn lại vài quốc gia muốn cười đi giang hàm A. A, à, nơi xa chính mang theo hạ vô hối không ngừng tránh né lão thái giám, thấy được tô địch quốc phái ra cường giả, đục ngầu con ngươi tinh quang lóe lên, thấp giọng cùng hạ vô hối nói ra, điện hạ, giống như ngươi không chịu giao ra chấn hồn thảo, lão nô có thể mang ngươi bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến hạ vũ thành, còn như, thần võ doanh để bọn hắn riêng phần mình tản ra, giang giật giết không được mấy cái. Cái này, hạ vô hối âm trầm con ngươi lấp lóe vài vòng, hắn ngoại trừ giao ra chấn hồn thảo bên ngoài, chỉ có theo ngụy công công nói làm, chỉ là như vậy vừa đi, mặt của hắn hội càng đau. Muốn mặt, vẫn là phải báo thù, hạ vô hối dối rắm giống như hắn đi hạ vô thành, giang giật rất có thể hội theo đuôi mà đến, hạ vô thành bên trong có vị kim cương cường giả. Giang giật không nói đổi tới hạ vô thành, coi như có thể lại lôi ra nửa canh giờ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đại hạ quốc cũng có phi hành linh thú, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, cái gì cũng tốt làm. Đi, đi hạ vũ thành, thái sử thật ngươi truyền lệnh xuống, riêng phần mình tản ra, chờ quân lệnh. Cuối cùng, hạ vô hối sát ý trong lòng chiến thắng lý trí, mặc dù sao đã mất đi, hắn cũng vỏ đã mẻ không sợ rơi. Hôm nay không giết giang giật, cho hắn cầm chấn hồn thảo nghinh ngang rời đi, người này sẽ trở thành hắn cả đời mộng ma. Hưu, lão thái giám bắt đầu gia tăng tốc độ, thẳng tắp hướng hạ vũ thành phóng đi thái sử thật cắn răng truyền xuống quân lệnh về sau mang theo một đám thần du cường giả theo đuôi hạ vô hối mà đi chức trách của hắn là bảo vệ hạ vô hối thái tử đều hạ lệnh hắn có thể làm sao hắn mang người đều là thần du cảnh ngũ trọng trở lên cường giả tốc độ nhanh như thiểm điện chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự lao ra vạn trượng xa ngu xuẩn ngớ ngẩn giang giật cùng tô địch quốc đồng thời thầm mắng một tiếng một quân chủ soái vậy mà lâm trận bỏ chạy vứt bỏ thủ hạ tướng sĩ mà không để ý đây là cỡ nào ngu ngốc người mới sẽ làm ra sự tình thủ hạ tướng sĩ hội nghĩ như thế nào. Thời khắc mấu chốt người có thể hy sinh bọn hắn, có thể coi bọn họ là không có gì, coi bọn họ là con rơi, bọn hắn vì sao phải cho người bán mạng dựa vào cái gì ủng hộ ngươi Xoạt, thần võ doanh bọn cũng trợn tròn mắt, mặc dù quân lệnh truyền thừa, nhưng bọn hắn một người cũng không có trốn, trông mong nhìn qua chạy trốn đi đến thái tử cùng thượng tướng quân tựa hồ có chút không rõ trong lòng bọn họ bên trong thần thánh tôn quý anh vĩ thái tử cùng thượng tướng quân thế mà như thế sợ vứt bỏ bọn hắn không để ý ha 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 giang giật không có đi truy lòng ưng chỉ là nhị giai đỉnh phong yêu thú làm sao có thể đuổi được thần du đỉnh phong võ giả hắn chỉ là cảm giác được buồn cười cảm giác được đùa cợt cảm giác được bi ai hắn cũng không tiếp tục ném ra hỏa linh thạch đánh giết phía dưới thần võ quốc quân sĩ hắn cũng không phải là thật phát rồ cũng không phải sát nhân cuồng ma không phải ép hắn thậm chí một người đều không muốn giết, mặc dù hắn chối bỏ thần võ quốc, mặc dù hắn đối thần võ quốc phương thất, còn có rất nhiều người rất là chán ghét, nhưng nói thế nào hắn đều là xuất thân tại thần võ quốc, đối quốc gia này có một chút tình cảm. Đời này nếu là có thể hạnh phúc an khang, ai lại nguyện ý điên phổi lưu ly? Ai nghĩ gánh vác một thế bêu danh, ai muốn được người ngàn người chỉ trỏ, ai muốn cùng một đầu chó lang thang đồng dạng bị người bốn phía truy sát, người người kêu đánh? hắn chưa từng nghĩ tới đối phó bất luận kẻ nào cũng không muốn tranh danh đoạt lợi càng không thích giết người hạ đình huy hạ vô hối không buộc hắn không cướp đi vốn thuộc về hắn chấn hồn thảo hắn đầu óc có bệnh mới có thể công nhiên phản quốc mới có thể như thế giống là chó điên bốn phía cắn người chấn hồn thảo không còn hắn không còn có tâm tình ở chỗ này hắn tự nhiên cũng sẽ không ngớ ngẩn đồng dạng đuổi theo giết hạ vô hối hắn chỉ là mờ mịt đứng tại long ưng phía trên nhìn qua phía dưới như kiến tộc đám người phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Tô địch quốc tướng quân, thần võ doanh bọn, đại hạ quốc bọn. Hôm nay giang mố vì chấn hồn thảo, không tiếc đại khai sát giới, đơn thuần bị buộc hành động bất đắc dĩ. Nếu như các người muốn báo thù, cứ việc truy sát giang mố, tại hạ tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Giang giật để lại một câu nói, dứt khoát cưới lòng ưng hướng phương bắc bay đi, lưu cho mọi người một cái cô đơn, thê lương bóng lưng, cũng như một đầu sẽ đi xa thiên nhai độc lang chương 246, tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Hạ Vũ Thành bác đại quân bị chặn giết, việc này huyên náo so đoạn hồn cốc lần kia càng lớn, toàn bộ đại lục đều chấn động. Dù sao lần trước không có người ngoài trông thấy, lần này ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, phụ cận thế nhưng là có mấy cái đại thương đội, người đi đường, còn có một đường đi theo xem náo nhiệt các quốc gia trinh sát. Những này trinh sát vốn là do xét hỏa vân sơn bên trên bắn xuống chín đạo thần quang, kết quả thần quang không có nửa điểm manh mối, ngược lại bị Giang giật chặn giết thần võ quốc đại quân hấp dẫn tới, cuối cùng nhìn một trận trò hay. Đương nhiên, lần này có thể gây nên lớn như thế oanh động, trọng yếu nhất chính là Giang giật lần này quá phách lối, trắng trận chặn giết, mấy vạn đại quân còn không làm gì được hắn, đường đường thần võ quốc thái tử còn bị hắn làm cho, vứt bỏ đại quân tại không để ý, chật vật thoát đi. Đại hạ quốc vương thất chấn động, quốc chủ tự mình hạ lệnh truy nã hung thủ, hạ đình uy ngay trước quần thần mặt ngã một cái cái chén, sau đó hạ chiếu mở ra lệnh treo giải thưởng, Toàn bộ đại lục truy sát giang giật, ai sách theo giang giật đầu người đi thần võ quốc, ban thưởng thế tập đại thành trì một tòa. Một tòa thành trì, đổi một cái đầu người. Đại lục lần nữa oanh động lên, tự liền còn lại quốc gia cường giả đều tim đập thình thịch, cũng không phải thành nhỏ A, à, vẫn là thế tập. Bất kỳ một cái nào cường giả cầm xuống giang giật đầu người, tại cái này thành trì nội kinh doanh một thế, đem có thể cho hậu bối tử tôn mang đến muôn đời vinh hoa phú quý. Giang giật cái tên này lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng giống như quốc chiến đệ nhất để hắn dương danh thiên hạ, cái này mấy lần chặn giết để hắn danh tiếng nhất thời vô song. Đương nhiên, lần này gánh vác không phải một thế anh danh, mà là một thế bêu danh, chiến vô song nói không sai, giang giật nhất định A lưu danh sử xanh, hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Mỗi cái trong thành trì dán đầy giang giật lệnh truy nã, thành trì bên ngoài quân đội cũng nhiều, đại hạ quốc phương Bắc đều là trinh sát, toàn bộ tìm kiếm giang giật. Mười mấy tên thần du thất bát trọng võ giả cưỡi linh thú phi hành, khắp thế giới tìm kiếm giang giật, đáng tiếc bọn hắn đến chậm, giang giật thật sớm trốn. Các thành trì, vô số trinh sát hồi báo, cũng không có phát hiện Long ưng hạ lạc, rất rõ ràng giang giật cũng không phải là cưới Long ưng đào tẩu, mà là cưới cái kia chỉ đào một thú từ dưới đất đào tẩu. Dưới mặt đất yêu thú nhất là thưa thớt, có thể là so đào một thú tốc độ yêu thú càng ít, mà lại lòng đất lớn như vậy, ai có thể tìm tới giang giật đại hạ quốc chi bắc liền là tam vạn đại sơn, giang giật nếu là chạy đến trong núi lớn, ai cũng tìm không thấy hắn. Giang giật không có bỏ chạy tam vạn đại sơn, mà là đi Long Nguyên Thành, tiến vào Long Nguyên Thương Hội. Hạ vô hối tiến vào Hạ Vũ Thành, chấn hồn thảo triệt để không có hy vọng, Giang giật còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút có biện pháp nào theo đại hạ quốc vương thất cho tới chấn hồn thảo. Linh dược này quá thưa thớt, bỏ qua cái này một gốc, có lẽ cái này trăm năm cũng sẽ không xuất hiện, không có chấn hồn thảo liêu đại sư không dám hứa chắc Giang tiểu nô linh hồn có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Giật thiếu Gần nhất trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng đi ra. Bên ngoài khắp nơi đều là truy sát người người, thiếu tộc trưởng đưa tin tới, thần võ quốc tới rất nhiều cường giả, vương thượng mở ra treo thưởng, cầm một tòa thế tập đại thành đổi lấy người đầu người. Thiếu tộc trưởng ý tứ, người tốt nhất tìm địa phương ẩn cư một năm nửa năm. Tiền khôn đem giang giật an trí tại một cái đơn độc trong tiểu Việt. viện, viện tử bốn phía đều là tiền khôn người chấn giữ, mà lại trừ hắn ra, bất kỳ người nào đều không được tiến vào trong nhà này, lòng người hiểm ác tiền khôn sợ thủ hạ đột nhiên làm phản cao mật, Ẩn cư, Giang giật nặng nề thở dài, thiên hạ chi đại, nơi nào là ra hắn có chỗ nào có thể đi địa phương nào lại là an toàn ngoại trừ đi Tam vạn đại sơn làm dã nhân, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì địa phương có thể ẩn cư. Đợi một đoạn thời gian đi, ta xem một chút chấn hồn thảo có hay không có cơ hội tới tay, thực sự không lấy được chỉ có đi tránh một đoạn thời gian. Giang giật suy nghĩ một trận, đột nhiên quay đầu cùng Tiền Khôn nói ra, ngươi nhưng có đại hạ quốc vương thất tư liệu, cản cái nhất cái chủng loại kia ta xem một chút có thể có cơ hội theo vương thất bên này đổi lấy. Có, chúng ta tiền ra sở dĩ vạn năm không đến, ngoại trừ phú khả địch quốc bên ngoài, liền là thu thập tình báo thiên hạ đệ nhất. Tiền khôn có chút tự ngạo nói, lập tức có chút khó khăn, bất quá loại tài liệu này là tuyệt mật, ta không có tư cách xem xét triệu tập, muốn thu hoạch quyền hạn lời nói, trừ phi tộc trưởng hoặc là thiếu tộc trưởng hạ lệnh. Vậy ngươi xin chỉ thị vạn quán đi, chúng ta hai ngày tốt. Giang giật nhẹ gật đầu, tiền khôn có thể cùng hắn nói những này, đã coi như là đáng quý, tự nhiên không thể lại làm khó hắn. Tốt, ta lập tức đưa tin cho thiếu tộc trưởng, hắn gật đầu liền không sao, giật thiếu, an tâm ở lại đây dưới, nơi này tuyệt đối an toàn. Tiền khôn gật đầu lui ra, giang giật trong sân ngồi một canh giờ, suy nghĩ thật lâu vẫn là không có đầu mối, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, chờ tư liệu tới tay lại suy nghĩ, vào phòng bên trong bắt đầu tu luyện. Tu luyện cả ngày, tiền khôn an bài quả nhiên chu đáo, không có bất kỳ người nào quấy dày, cũng an toàn vô cùng. Để giang giật hoang mang vẫn là trong đan điền chín khỏa tinh thần, thứ này hắn không dám hỏi bất luận kẻ nào, sợ người khác coi hắn là làm quái vật. Hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu, chỉ là biết rõ tu luyện về sau, lại có hắc sắc nguyên lực theo viên thứ nhất tinh thần bên trong toát ra. Còn lại tám khỏa tinh thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, đương nhiên giang giật muốn triệu tập hắc sắc nguyên lực, còn lại mấy khỏa tinh thần bên trong đồng dạng có thể triệu tập. Bất quá bởi vì lúc tu luyện hắc sắc nguyên lực là theo viên thứ nhất tinh thần bên trong xuất hiện, Giang giật ngược lại là quen thuộc từ nơi này triệu tập nguyên lực. Cái này chín khỏa tinh thần đến cùng là cái gì giống như một mực tu luyện, viên thứ nhất tinh thần bên trong hắc sắc nguyên lực đầy, có thể hay không theo viên thứ hai tinh thần bên trong toát ra nguyên lực vạn nhất sở hữu tinh thần đều bị hắc sắc nguyên lực đổ đầy vậy ta về sau tu luyện thế nào. Giang giật nhức đầu, đan điền triệt để biến dị, trong lịch sử chưa từng có người nào dạng này biến dị qua, đó căn bản không thể nào tham khảo, tu luyện chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Mà lại đạt tới cảnh giới gì cũng hoàn toàn không biết gì cả, về sau có thể hay không đạt tới thần du cường giả tình trạng có hay không có cơ hội vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong những này giang giật đều một điểm không chắc. Nhưng hắn có thể làm sao chỉ có cắm đầu tu luyện, trở viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực tu luyện đầy lại nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, giang giật trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi thảm rồi, trong phòng chờ đợi hai ngày một đêm, hào hào ngủ một giấc, để hắn kéo căng nội tâm lỏng xuống dưới, trên tinh thần áp lực cũng chậm lại rất nhiều ngày thứ hai trạng vạng tối tiền khôn tới giang giật nghe phía bên ngoài tiếng bước chân có chút kinh nghi bởi vì lần này tới không phải một người mà là ba cái hai ngày này đưa cơm đều là tiền khôn tự mình động thủ làm sao lại mang ngoại nhân đến giang giật âm thầm đề phòng tại tiền khôn sau khi đi vào ánh mắt của hắn quét qua đằng sau hai người lập tức như lâm đại địch hỏa linh châu trước tiên phát sáng lên trên thân sát khí bão táp mà ra hai người này giang giật chưa từng thấy, mà lại hai người là thần du thất bát trọng cấp bậc. Giật thiếu, đừng động thủ, nghe ta giải thích, tiền khôn bị hù dọa, vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài cùng một tấm giấy viết thư, hai tay dâng lên nói ra, giật thiếu, đây là thiếu tộc trưởng thân bút thư, còn có lệnh bài. Hai người này tuyệt đối đối ngươi không có ác ý, ừ, giang giật cố nén phóng thích địa hỏa xúc động, bất quá nghĩ đến nếu là địch nhân. Tuyệt đối không có khả năng chỉ phái hai tên thần du thất bát trọng võ giả, nếu là hắn hành tung tiết ra ngoài, phụ cận đã sớm toàn bộ đều là thần du cường giả. Nhìn lướt qua lệnh bài, đích thật là tiền vạn quán, Giang giật nhẹ gật đầu, tiếp nhận giấy viết thư xem xét, trong con người vẻ kinh nghi càng đậm. Ánh mắt của hắn hướng hai tên thần du cường giả nhìn lại, trầm giọng nói các ngươi là thanh long hoàng triều người. Tin thật là tiền vạn quán tự tay viết, Giang giật gặp qua chữ của hắn, cứng cáp hữu lực, bút đi cuồng xa, người bình thường rất khó bắt trước được, mà lại là tiền khôn tự tay mang đến, càng không khả năng phạm sai lầm. Tiền vạn quán tin ý tứ rất đơn giản, thanh long hoàng chiều người tìm tới hắn, để hắn người hỗ trợ tìm kiếm giang giật. Mặc dù tiền vạn quán trên thư không nói gì, nhưng cũng ẩn nấp cho thấy là chuyện tốt, nhưng muốn giang giật chú ý đừng bị người lợi dụng, cụ thể chính mình châm trước. Vù vù, hai tên thần du cường giả thế mà phải tay áo một cái, một gối quỳ xuống, cung kính quát khẽ nói, lăng thương, lăng kiếm tham kiến tuần sát sứ đại nhân. chương 247, đùa lớn một chút tuần sát xứ, giang giật cùng tiền khôn đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thanh long hoàng triều người đây là làm cái quỷ gì giang giật lúc nào trở thành tuần sát xứ. Liên tưởng đến tiền vạn quán trong thư ám chỉ, giang giật lập tức quát khẽ, hai vị bái nhầm người A giang mỗ cũng không phải các ngươi hoàng triều tuần sát xứ. Cái này hai tên thần du cường giả niên kỷ nhìn cũng không nhỏ, người mặc hoa bào cẩm bào, xem tướng mạo còn giống như là huynh đệ, hai người đều giữ lại dâu cá chê cần, niên kỷ nhìn tương đối lớn lăng thương chắp tay nói, Giang Đại Nhân, bỉ nhân là hoàng triều chú đại hạ quốc độ ý mấy ngày trước thu được hoàng triều đưa tin lăng tuyết công chúa đã hạ chỉ ý tứ phong đại nhân là tuần sát sứ thế thiên con tuần săn thiên hạ một tên khác thần du cường giả lăng kiếm nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái kim hoàng sắc quyển trục còn có một tấm lệnh bài cùng một cái kim long đại ấn hai tay dâng lên cung kính nói ra giang đại nhân đây là ý chỉ còn có lệnh bài ấn tín mời đại nhân nghiệm thu lăng tuyết công chúa giang giật trong đầu hiển hiện một thân ảnh mỹ lệ cái này tu luyện linh hồn xinh đẹp công chúa muốn làm gì cũng không hỏi ý hắn trực tiếp ban cho chức quan mà lại còn giống như quan rất lớn chức, có thể thế thiên con tuần san thiên hạ. Giang giật không có đi lấy ý chỉ lệnh bài cùng ấn tín, mà là trần chờ suy nghĩ lấy lăng tuyết công chúa cử động lần này dụng ý. Lăng thương lăng kiếm gặp Giang giật không nói lời nào, cũng không lấy ý chỉ ấn tín có chút cuống lên, lăng thương con người nhất chuyển mở miệng nói, Giang đại nhân, công chúa điện hạ nói, đại nhân không cần là hoàng triều làm một chuyện gì, hoàng triều cũng sẽ không hạ bất luận cái gì ý chỉ yêu cầu đại nhân làm việc ngược lại đại nhân có quyền lực triệu tập đại hạ quốc bên trong hoàng triều tất cả quan viên làm một chuyện gì ừm có như thế chuyện tốt giang giật lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc không cần đảm đương bất cứ trách nhiệm nào không cần làm bất cứ chuyện gì không cần nghe chiêu đơn phương có thể theo hoàng triều kia đạt được vô hạn chỗ tốt thanh long hoàng triều đây là tú đậu sao cái này lăng tuyết công chúa vì lôi kéo hắn không tiếc tốn hao như thế đại giới các ngươi đứng lên trước đi chờ một chút cho ta cân nhắc một phen giang giật hướng tiền khôn hơi liếc mắt ra hiệu hai người tiến vào trong một cái phòng chờ tiền khôn mở ra gian phòng cấm chế về sau giang giật lập tức dò hỏi tuần sát xứ là cái gì quan tiền khôn trầm tư một trận giải thích nói cấp bậc là nhất phẩm theo phẩm giai tính toán các quốc gia quốc chủ nhìn thấy tuần sát xứ đều phải hành lễ bất quá thanh long hoàng triều chỉ còn trên danh nghĩa giật thiếu ngươi hẳn là hiểu rõ một chút coi như lăng tuyết công chúa đi vào các nước chư hầu sợ là quốc chủ cũng sẽ không để ý tới, nhiều nhất phái một cái vương tử công chúa chiêu đãi một chút. Sở dĩ tuần sát xứ cái này chức quan rất xấu hổ, trên danh nghĩa có thể thế thiên con tuần săn thiên hạ, giống như các các nước chư hầu không để ý tới hội lời nói, cái rắm cũng không bằng. Cái rắm cũng không bằng, Giang giật có chút đã hiểu, nghĩ đến vừa rồi lăng thương nói, có thể điều động đại hạ quốc bất luận cái gì hoàng triều quan viên càng cảm giác hơn buồn cười, sợ là lăng thương lăng kiếm bọn hắn đến khẩn yếu quan đầu, không chỉ có sẽ không cho hắn cản đau, ngược lại sẽ chuồn mất đi. giỏi tính toán, giang giật suy nghĩ thoáng cái, rất nhanh minh bạch lăng tuyết công chúa dự định cho hắn một cái danh phận, để hắn tại trong các nước chư hầu đại náo suy yếu các nước chư hầu quốc lực cùng lực ảnh hưởng, giúp thanh long hoàng triều dẫy một điểm mặt mũi, cũng nghĩ kích thích cái các nước chư hầu thoáng cái, xem bọn hắn phản ứng. thực sự không chống nổi, bán đứng hắn chính là cái này ý chỉ thế nhưng là công chúa dưới, mà không phải hoàng đế dưới a. giật thiếu có mấy lời ta không biết nên nói, không làm nói. Tiền khôn suy tư một chút, cao mày mở miệng nói. Giang giật khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào nói ra, nói đi, giữa chúng ta còn cần nói những lời khách sáo này ta không tín nhiệm ngươi, sẽ ở ngươi cái này ở. Ừm, tiền khôn nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói ra, giật hiếu, ta cho rằng cái này tuần sát sứ không thể nhận. Thanh Long Hoàng Triều đây là đem ngươi trở thành thương súng sùng, làm không cẩn thận ngươi hội triệt để chọc giận lục đại các nước chư hầu, thanh long hoàng triều cũng sẽ không lưu tình chút nào bỏ qua ngươi. Đến lúc đó thiên hạ chi đại, người tự thật không có địa phương dung thân. Ha ha, Giang giật vỗ vỗ tiền khôn bả vai cười nói, người nói ta đều hiểu, bất quá. Cái này tuần sát xứ ta còn tưởng là định, đắc tội lục đại các nước chư hầu. Dù sao hắn đã đắc tội hai cái, thần võ quốc cùng đại hạ quốc đều không cho hắn. Coi như đắc tội còn lại bốn quốc lại như thế nào hắn đã là người phản quốc, đã huyên náo thần võ quốc cùng đại hạ quốc không được an bình, coi như lại nháo lớn một chút lại như thế nào. Thanh Long Hoàng Triều muốn lợi dụng hắn, như vậy hắn vì sao không thể lợi dụng Thanh Long Hoàng Triều? Nói thế nào Hoàng thất chiếm một cái đại nghĩa, đại hạ quốc trừ phi nghĩ triệt để cùng Thanh Long Hoàng thất quyết liệt, vạch mặt mới có thể động đến hắn. Nếu không, giết tuần sát xứ, liền là công nhiên tội lớn mưu phản. Đại hạ quốc quốc lực yếu đuối, bọn hắn không dám đắc tội thần võ quốc, đồng dạng không dám đắc tội Thanh Long Hoàng Triều, như vậy bọn hắn cũng không dám giết giang giật sở dĩ giang giật rất đi mau ra ngoài cầm lấy ý chỉ nhìn lướt qua rất hài lòng chắp tay chỉ lên trời thở dài cảm động đến rơi nước mắt nói ra đa tạ hoàng triều vinh ân giang giật nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng a à, lăng thương cùng lăng kiếm sững sờ rất nhanh đại hỷ lăng tuyết công chúa thế nhưng là bàn giao nhất định muốn trăm phương ngàn kế lôi kéo giang giật bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói không nghĩ tới giang giật dễ dàng như vậy tự tiếp chỉ hai người liếc nhau lần nữa một gối quỳ xuống nói tham gia giang tuần sát xứ. Giang giật quan mới tiền nhiệm, cũng là không luống cuống, lạnh nhạt khoát tay nói, hai vị đứng lên đi, các ngươi là tiền bối, thực lực cũng so giang mỗ mạnh mẽ quá nhiều, về sau mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, không dám, hai người vội vàng cúm núm mở miệng, lăng thương con người nhất chuyển, do hỏi, tuần sát xứ đại nhân, đại hạ quốc ngay tại truy nã ngươi. Nếu không thuộc hạ đưa một phần thông văn đi Đại Hạ Quốc Vương thất thông cáo thân phận của ngài, để bọn hắn hủy bỏ truy nã văn án. Có thể hủy bỏ, Giang giật đôi mắt sáng lên, bị người truy nã luôn luôn không dễ chịu, như qua phố lão thử, cũng không thể quang minh chính đại hành tẩu ở thiên hạ, ai cũng không muốn cả một đời sống trong bóng tối. Nên vấn đề không lớn, lăng thương rìa mép lay động, giải thích nói, đại hạ quốc quốc chủ tô địch vương, tính cách có chút mềm yếu, 20 năm trước bị ngài cha. Bị Giang biệt ly diệt mấy chục vạn đại quân về sau, càng là triệt để không còn nhuệ khí. Giống như ngôn từ kịch liệt một chút, hắn cũng không dám công nhiên cùng Hoàng Triều đối kháng, chỉ ít không dám công khai truy nã tuần sát sứ đại nhân. Chỗ tốt tới, cùng giang giật trong dự đoán đồng dạng, mà lại cũng xác nhận, lăng tuyết công chúa hoàn toàn chính xác muốn. Để hắn cái này gậy quấy phân heo, đem đại hạ quốc cùng thần võ quốc quấy đến long trời lở đất. Đã muốn chơi, vậy liền đùa lớn một chút, giang giật trầm mặc một hồi, rất nhanh nở nụ cười, nhìn qua lăng thương nói, lăng độ ý, đi lấy bản quan quan phục đến, còn có triệu tập một đội đại quân tại Long Nguyên Thành bên ngoài chờ lệnh, không nên quá thêm tinh nhuệ, chỉ cần khí phái là được. Nghi trưởng cũng muốn chuẩn bị một chút, thanh thế làm lớn điểm. Cái này, lăng thương cùng lăng kiếm có chút mờ mịt, không biết Giang giật muốn làm gì. Bất quá Giang giật mới thượng vị tuần sát xứ, không có khả năng lập tức ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn A. Lăng thương hướng lăng kiếm bản giao hai câu, cái sau xuống dưới an bài, lăng thương lúc này mới nghi ngờ hỏi thăm về đến, Giang tuần sát xứ, ngài đây là muốn làm gì? Không làm gì, Giang giật nhếch miệng cười nói, thần võ quốc thái tử không phải muốn cưới đại hạ quốc công chúa sao như thế việc vui, bản tuần sát sứ tự nhiên muốn đi chúc mừng một phen, bản quan chuẩn bị trực tiếp dẫn đội đi hạ vũ thành. a à, lăng thương cùng tiền khôn lướt nhau, hai người đôi mắt co rụt lại, Giang giật tên sát tinh này đi hạ vũ thành, sợ là hạ vũ thành lại muốn bị huyên náo gà bay chó chạy, lòng trời lở đất. chương 248 Quốc Yến Hạ Vũ Thành rất náo nhiệt, làm đại hạ quốc phương thành, cái này thành trì cũng đủ lớn, cũng đầy đủ phồn hoa. Bởi vì thần võ quốc thái tử điện hạ cùng đón dâu quan viên đến, hạ vũ thành náo nhiệt hơn. Thần võ quốc tại lục đại chư hầu quốc Trung Quốc lực đệ nhất, cũng là duy nhất có được hai tên kim cương cảnh cường giả đại quốc. 20 năm giang biệt ly tại đoạn hồn cốc một trận chiến, tống tám đại hạ quốc mấy chục vạn đại quân, cũng làm cho đại hạ quốc con dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai cũng không biết thần võ quốc đại quân lúc nào sẽ xuôi nam, đem đại hạ quốc cho diệt quốc, để đại hạ quốc con dân biến thành vong quốc nô. Hạ vô hối cùng Tô Như Tuyết thông ra, cho đại hạ quốc con dân một kế cường đại thuốc an thần. Mặc dù Tô Như Tuyết một mực là đại hạ quốc con em trẻ tuổi trong lòng nữ thần, nhưng nghĩ tới hai quốc liên nhân về sau, đại hạ quốc đem rốt cuộc không cần lo lắng bị diệt quốc, đại hạ quốc con dân nội tâm an định không ít. Sở dĩ hạ vô hối đến, đại hạ quốc con dân cùng quan viên là rất hoan nghênh rất nhiệt tình, cứ việc trước đó không lâu hạ vô hối bị thần võ quốc một cái tội phản quốc mấy lần chặn giết, cuối cùng còn cùng một con chó trốn vào hạ vô thành, nhưng vẫn như cũng không ảnh hưởng mọi người đối hạ vô hối tôn kính cùng nhiệt tâm, dù sao đây là thần võ quốc thái tử. Đại hạ quốc đám quan chức, cũng tựa hồ quên đi những cái kia chuyện tình không vui, cũng như cái gì không có phát sinh. Nhiệt tình đem hạ vô hối nghênh tới gần thành, còn an trí tại vương thất trong biệt viện, vô số quan viên đi qua hỏi han ân cần, mang đến đại hạ quốc thân mật. Quốc chủ Tô Địch Vương còn hạ thánh chỉ, định tại ba ngày sau tại Hoàng cung tổ chức quốc yến, thịnh tình chiêu đãi hạ vô hối, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố hai nước và việc hôn nhân nghi, cũng định vì ngày thứ sáu, đưa Tô Như Tuyết xuất giá, hai nước chính thức thông ra. Tô Địch Quốc mang theo đại quân chạy tới hạ vũ thành bên ngoài, thần võ doanh đi theo cùng nhau đến đây, chú đóng ở ngoài thành. Đại quân sĩ khí rất là đê mê, bị giang giật như thế nháo trò, không có bất ngờ làm phản đã coi như là đáng quý. Hạ vô hối ra mặt rất dày, thái sử thật các loại chờ một đám văn quan võ tướng ra mặt càng dày, cả ngày tiếp kiến đại hạ quốc quan viên bái phỏng, mỗi ngày đều không ngừng có mặt yến hội, lời nói trong cử chỉ hiển thị rõ đại quốc bá khí, tựa hồ quên đi mấy ngày trước phát sinh sự tình. Còn không có tìm tới giang giật, quốc yến trước một ngày trong đêm, hạ vô hối theo một cái hoan nghênh yến hội sau khi trở về, lập tức gọi đến một tên thần võ quốc vương thất tướng quân hỏi thăm về tới. Không có, tướng quân kia cắn răng nói ra, giang giật hoặc là đi tam vạn đại sơn, hoặc là đi khác các nước chư hầu hoặc là có người âm thầm giúp hắn yểm hộ đại hạ quốc bên kia cũng không có tin tức gì hồi phục thùng cơm hạ vô hối nắm lên một cái chén trà hung hăng nện xuống chớ nhìn hắn cái này mấy ngày nhìn từ bề ngoài phong quang nhưng nội tâm có bao nhiêu khổ thêm mất mặt thêm biệt khuất chỉ có hắn biết rõ những cái kia đại hạ quốc quan viên mặt ngoài đều là cung kính khiêm tốn nhưng hạ vô hối xem là theo bọn hắn ánh mắt bên trong cảm thụ một tia đùa cợt cùng chế nhạo trọng yếu nhất chính là Sang giật vãn nhất ẩn núp đi, hắn cưới tô như tuyết trở về, ở trên đường giống như lần nữa bị chặn giết đâu chẳng lẽ hắn cũng cùng cầu đồng dạng để ngụy công công mang theo trốn về thần võ quốc đường đường một nước thái tử A. Thế mà mất mặt ném đến mức này, hạ vô hối mấy ngày nay không biên mất, đã coi là không tệ. Tìm, tiếp tục tìm, phát động tất cả mọi người tìm cho ta đến hắn. Hạ vô hối phẫn nộ giống lên một tiếng, tướng quân kia lên tiếng chuẩn bị xuống đi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì lại mở miệng nói, đúng rồi, điện hạ, Thanh Long Hoàng thất nghe nói tứ phong một cái gì tuần sát sứ giờ phút này tuần sát sứ chính dẫn đội hướng Hạ Vũ Thành chạy đến, nói muốn chúc mừng điện hạ cùng tôi như tuyết công chúa đại hôn. Tuần sát sứ lộn xộn cái gì đồ vật, Hạ vô hối nào có tâm tình nghe cái này Thanh Long Hoàng thất trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng, coi như tới vương tử công chúa hắn đều không thèm để ý, lập tức phất phất tay nói, đừng quản những này, đi tìm giang giật đi, tìm không thấy, người không cần trở về gặp ta. Tuần sát sứ, đại hạ quốc trong vương cung. Người mặc long bào, cái chữ trung đẳng, sắc mặt rõ ràng có chút tử sắc quá độ tái nhật đại hạ quốc quốc chủ Tô Địch Vương tiếp vào thủ hạ truyền báo về sau, trong con người cũng đều là kinh nghi. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh một vị lão thái giám hỏi, ở đâu ra tuần sát sứ lộn xộn cái gì đồ vật vì sao không rất sớm báo cáo còn có vị này tuần sát sứ tư liệu tại sao không có. Lão thái giám mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, có chút cúi đầu sau bẩm báo nói, vương thượng cái này tuần sát sứ là hai ngày này xuất hiện, hôm nay lăng độ ý mới phái người đưa tới công văn bái tiếp, còn như vị này tuần sát xứ là ai thuộc hạ cũng không biết, bởi vì hắn một mực tải trong xe ngựa theo không lộ diện lăng độ ý ngược lại là nói, đây là Hoàng Triều mới phong tuần sát xứ rất nhanh hội thông cáo thiên hạ, bọn hắn cũng là đại biểu Hoàng Triều đến chúc mừng công chúa đại hôn. a à nha, Tô Địch Vương có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói, vậy là tốt rồi xin tiếp đãi đi, đưa chút hậu lễ cho vị này tuần sát xứ, khác đừng chậm trễ, để cho người ta điều tra hắn, xác minh thoáng cái lăng tuyết công chúa đến cùng muốn làm gì. cha Lão thái giám hành lễ lui ra, thân thể rất tránh mau vào trong bóng tối, tốc độ càng hợp so thần du cường giả tối đỉnh. Ngày thứ hai, cuộc yến bắt đầu, còn lại bốn quốc đặc sứ cũng sớm tới Hạ Vũ Thành, tiến vào Hoàng Cung. Hạ Vô Hối người mặc áo mãng bào, tại Đại Hạ Quốc ngự lâm quân hộ vệ dưới, chậm rãi hướng Hoàng Cung xuất phát, một đường đều có Đại Hạ Quốc con dân gieo hò. Qua hôm nay hai nước xem như chính thức thông ra, Đại Hạ Quốc cũng không tiếp tục sợ có đao binh hỏa. Thánh Linh quốc đặc sứ đến Bắc Lương quốc đặc sứ đến, Bắc Mãng quốc đặc sứ đến, Hoàng cung càn khôn điện bên trong, số trăm cái hoàng kim bàn vuông bày đầy các loại rượu ngon linh quả kỳ chân, đại hạ quốc văn quan võ tướng sớm đến, dựa theo vị trí chỉ định ngồi xuống. Không ngừng có ngoại quốc đặc sứ đến, đưa tới một phần phân hậu lễ, mang đến từng câu chúc phúc. Thần võ quốc thái tử điện hạ đến, hạ vô hối rất mau vào cung, bởi vì đây là quốc yến, hắn cũng không có mang quá nhiều người, chỉ là mang theo ngụy công công, còn có thượng tướng quân thái sử thật, cùng bốn tên thần du cảnh bắt trọng cường giả hộ vệ. Chúc mừng, chúc mừng, đi vào hạ vô hối lập tức bị một đám người vây lại, các loại a nịnh hót thanh âm truyền đến, hạ vô hối chỉ có thể đè xuống phiền não cùng lo lắng, một tâm hàn huyên ứng phó. Thiên huyền quốc đặc sứ, vân phỉ công chúa đến, bên ngoài một tên công công bén nhọn thông báo tiếng vang lên, để một đám người sững sờ. Thiên huyền quốc thế mà phái một vị công chúa điện hạ vẫn là thiên huyền quốc bên trong gần nhất danh tiếng thịnh nhất công chúa vô số người hướng cung điện đại môn quét tới, rất nhiều đại hạ quốc có tư cách tham gia quốc yến thanh niên tuấn ngạn toàn bộ đôi mắt sáng lên, vân phỉ người mặc phượng bào, thịnh trang có mặt, hào quang không thể trói mắt, coi như hạ vô hối trong đôi mắt đều hiện lên một tia kinh diễm. Vân phỉ khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, dâng lên lễ vật cùng hạ vô hối tùy ý hàn huyên hai câu, vui vẻ đi thuộc về nàng chỗ ngồi xuống. Đại tướng quân vương đến, hổ uy tướng quân đến, theo thời gian trôi qua, đại nhân vật đều không khác mấy tới đông đủ, đại điện bên trong cũng gần như ngồi đầy người. Hạ vô hối cũng ngồi ở bên trái hàng thứ nhất vị trí, ánh mắt cực nóng nhìn qua phía trước một đầu ngự đạo, chờ đợi đại hạ quốc quốc chủ cùng tô như tuyết xuất hiện. Vương thượng, như tuyết công chúa điện hạ giá lâm, một đạo to rõ thông báo tiếng vang lên, tất cả mọi người đứng lên, mắt quang hỏa nóng hướng phía trước trong thông đạo nhìn lại. Các loại chờ đại hạ quốc quốc chủ tô địch vương nắm một vị đẹp đến nỗi người ngạt thở, lạnh đến làm người ta kinh diễm nữ tử xuất hiện lúc, toàn bộ người đều nhao nhao đi ra hoàng kim bản vuông, chuẩn bị hành lễ, hạ vô hối giờ khắc này khóe miệng nụ cười cũng rực rỡ đến cực hạn. Giang tuần sát xứ, đến, vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo không đúng lúc thông báo âm thanh, mà lại thanh âm này còn không phải bên ngoài thông báo thái giám kêu, mà là thanh long hoàng triều chú đại hạ quốc độ ý lăng thương càng chủ làm thay kêu. Bá bá bá, vô số đại hạ quốc văn quan võ tướng nhao nhao nổi giận hướng ra phía ngoài quét tới, cái gì cầu thí tuần sát sứ dám so quốc chủ còn muốn về sau hơn nữa còn là quốc chủ vừa mới xuất hiện, mọi người đang chuẩn bị hành lễ lúc đây là tới đập phá quán sao. Hạ vô hối, vân phỉ, còn có cái khác các nước chư hầu đặc sứ cũng nhao nhao ngạc nhiên hướng cung điện bên ngoài nhìn lại, kết quả vừa nhìn xuống, toàn bộ người trợn tròn mắt, vân phỉ đôi mắt sáng lên, hạ vô hối trực tiếp mộng. Một đạo người mặc màu đen viền đỏ hoa lệ quan phủ, đầu đội từ kim màu, bên hông cài lấy một cái hoàng kim bảo kiếm, khi phái phi phàm người trẻ tuổi mang theo hai tên thần du cường giả, nhanh chân đi tới. Người trẻ tuổi kia tứ không kiêng sợ đi tới cung điện, đứng tại đại điện bên trong, ngạo nghế tại mọi người trên mặt liếc nhìn một vòng, bất mãn nói ra, nhìn thấy bản tuần sát xứ, cũng không biết hành lễ các người đều nghĩ ngưu phản sao. a à, một bộ tuyết trắng váy xòe, như một đóa băng sơn tuyết liên hoa tô như tuyết, nhìn người nọ sau đôi mắt đẹp co rụt lại, lập tức một tấm lãnh diễm vô song, sau khi đi vào một mực không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn mặt, thế mà lần đầu tiên cười, tuyệt mỹ khuynh thành. chương 249, Hoa Thiên Hạ cười chê. Giang giật thanh long hoàng triều tuần sát xứ, Hoa Thiên Hạ cười chê. Đây là trong cung điện phần lớn người ý nghĩ, tự liên vân phỉ công chúa đều cảm giác buồn cười. Một cái phản quốc tặc, một cái bị hai nước truy nã ác đồ, thế mà lắc mình biến hóa, trở thành thanh long hoàng thất tuần sát xứ giờ phút này còn quang minh chính đại tới tham gia quốc yến vừa tiến đến liền muốn toàn bộ người hướng hắn hành lễ đây là đang diễn trò tràng cảnh sao. Đại hạ quốc văn quan võ tướng vốn là đầy bụng tức giận, giờ phút này càng là giận không thể nghỉ. Thanh Long Hoàng Triều chỉ còn trên danh nghĩa, bình thường chú phái tại đại hạ quốc lăng độ ý, trong mắt bọn hắn cái rắm cũng không bằng, huống chi là giang giật cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tuần sát xứ. Một tên tướng quân lập tức nổi giận đứng dậy, chỉ vào giang giật cái mũi trầm hống nói, ngươi thì tính là cái gì dám để cho chúng ta hướng ngươi hành lễ ngự lâm quân đâu, bắt lại cho ta. Kéo ra ngoài chém, ha 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 ha, Giang giật cố nén chính mình không nhìn tới Tô Như Tuyết, ánh mắt nhìn về phía đại hạ quốc quốc chủ Tô Địch Vương, đưa tay nắm lên bên hông hoàng kim bảo kiếm, hai bên ngoài một cái tay dơ cao kim long đại ấn, hú dài, đại hạ quốc quốc chủ, người nhưng nhìn rõ ràng, đây chính là hoàng triều đế vương kiếm cái này đại ấn thế nhưng là ngụy tạo bản tuần sát xứ là hoàng triều ngự phong đặc xứ, thế thiên con tuần săn thiên hạ, bên trên có quyền trảm quốc chủ, dưới có quyền trảm nghịch thần, Đại Hạ Quốc nhưng vẫn là thanh long hoàng triều thần quốc giống như không phải, giống như Đại Hạ Quốc nghĩ công nhiên mưu phản, phản bội hoàng triều, các ngươi chi bằng đem chúng ta chém giết. Bất quá, hoàng đế bệ hạ thánh chỉ thoáng cái, năm nước đại quân cần vương diệt nghịch, đến lúc đó đại quân binh lâm thành hạ, không biết các ngươi Đại Hạ Quốc có thể ngăn cản. Sang giật lời nói dùng nguyên lực quán chú, mỗi một chữ đều như lôi minh điện giống, câu câu trong lời nói lộ ra đại nghĩa, quang minh lẫm liệt, chữ chữ châu ngọc, chấn động đến cả triều văn võ quan viên màng nhĩ phát sợ, rất nhiều quan văn đều thân thể run lên, đầy mắt hoảng sợ. Cái này, Tô Địch Vương vốn là nhu nhược vô năng, tính cách mềm yếu, những năm này trầm mê tử sắc trong lòng nhuệ khí thức thì bị san bằng, bị giang giật cái này một đe dọa dọa đến sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đều không tiếc bán nữ hòa thân, không phải liền là e ngại thần võ quốc trả thù diệt quốc sao nghe được giang giật nói năm nước đại quân liên công thoáng cái luống cuống vội vàng hướng phía trước đi hai bước, cao giọng nói tuần sát sứ đừng hiểu lầm, Tô Địch Vương Tuyệt không có ruồng bỏ hoàng triều tri tâm, Đại Hạ quốc một mực là hoàng triều trung thành nhất thần quốc, như thế nào lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình hiểu lầm, thuần là hiểu lầm a. A, à, Vân Phỉ cùng còn lại vài quốc gia đặc sứ, thậm chí bao gồm đại hạ quốc quan viên, đều phát ra một tiếng nhẹ nghệ. Vân Phỉ mấy người trong mắt lóe lên một tia đùa cợt cùng mỉa mai, đại hạ quốc một chút quan viên trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng. Hoàng triều bên ngoài hoàn toàn chính xác chiếm đại nghĩa chỉ ít còn không có các nước chư hầu dám công nhiên ngưu phản, nhưng lục đại các nước chư hầu vạn năm qua một mực độc lập, hoàng triều thống trị chỉ, chỉ còn trên danh nghĩa, hoàng triều uy nghi cũng đã sớm biến mất hầu như không còn. Lục quốc con dân ai còn hội nhận thanh long hoàng triều vạn năm qua hoàng triều lại diệt cái nào các nước chư hầu. Lui một vạn bước nói, coi như đại hạ quốc quốc lực yếu đuối, e ngại hoàng triều, không dám đắc tội thanh long hoàng thất, nhưng người tốt xấu là một đại quốc quốc chủ A à sao có thể e ngại một cái nho nhỏ tuần sát xứ coi như không dám giết giang giật, đem hắn đuổi ra ngoài, hoàng triều tựu thật hội hạ chỉ mệnh còn lại năm nước xuất binh. Tốt A, à, coi như hạ chỉ, còn lại năm nước thật sẽ xuất binh. Lục đại các nước chư hầu vì sao có thể vạn năm trường tồn vì sao không có bất kỳ cái gì một nước nhất thống thiên hạ không phải liền là bởi vì lẫn nhau kiềm chế sao hoàng triều vạn năm qua vì sao không thể trung hưng vì sao không thể thu phục cương thổ còn không giống là lục quốc tại kiềm chế, Môi hở răng lạnh đạo lý ai không hiểu lần này đại hạ quốc diệt, lần sau sẽ không đến phiên thiên huyền quốc, thánh linh quốc. Tô địch phương sau khi nói xong cũng ý thức được, giống như chính mình biểu hiện được thật không có quốc chủ bá khí, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói hai câu giảng hòa, không ngờ giang giật trong tay hoàng kim kiếm đột nhiên xuất khiếu, kiếm chỉ vừa rồi mở miệng nhục mạ tướng quân của hắn, vênh váo hung hăng quát khẽ nói, tô quốc chủ, đã ngươi không có mưu phản chi tâm, vì sao vị này nghịch tặc dám nhục mạ bản quan còn muốn đem bản tuần sát xứ chém như thế nghịch tặc thế mà còn là đại hạ quốc tướng quân hoạt thiên hạ cười chê. Tô quốc chủ, này nghịch tặc là bản quan giúp người chém, vẫn là các người động thủ. soạt trong cung điện như vỡ tổ, một mảnh xôn xao, cái gì gọi là đúng lý không tha người, cái gì gọi là ngông cuồng, cái gì gọi là phách lối. Hôm nay bọn hắn xem như sống sở sở lĩnh giáo một lần, giang giật cái này nghịch tặc hôm qua còn tại bị thần võ quốc đại hạ quốc tập giết, hôm nay sa thân biến đổi trở thành thanh long hoàng triều tuần sát xứ quang minh chính đại mang theo hai người tựu giám xông vào đại hạ quốc hoàng cung giờ phút này càng là muốn chém giết đại hạ quốc tướng quân lăng thương cùng lăng kiếm cũng sắc mặt dây lát biến lăng kiếm càng là hai chân mềm nhũn kém chút té ngã trên đất cái này ta cũng quá mãnh liệt a à hắn thật coi đại hạ quốc không người nào chọc tới bọn hắn ba người sợ là chỉ có thể bị dơ lên đi ra cái này cái này đại hạ quốc quốc chủ đôi môi thật mỏng khẽ động có chút không biết làm sao ánh mắt nhìn về phía đại tướng quân vương Tô Địch Quốc, còn có đại hạ quốc quan văn đệ nhất nhân Tô Đông chú trọng. Tô Địch Quốc sắc mặt cực kỳ âm trầm, giang giật tiểu tử này ngày đó để hắn mất hết mặt, giờ phút này gặp Tô Địch Vương thúc thủ vô sách, tự nhiên sẽ đứng ra, vị tướng quân này thế nhưng là hắn cái này phe phái người A. Hắn hướng phía trước đi một bước, cố nén nội tâm sát ý, cùng giang giật chắp tay nói, giang tuần sát xứ, nếu là hiểu lầm, việc này coi như xong đi, có một số việc ngươi không cho chúng ta mặt mũi, cũng nên cho vương thượng một điểm mặt mũi a. À. Mặt mũi là tương hỗ cho." Giang giật cười lạnh một tiếng, vẫn không có thỏa hiệp ý vị, ngược lại lông mày nhíu lại, hờ hững nói ra, "Giang Tuần sát sứ cũng là người kêu theo cấp bậc ngươi so ta thấp quá nhiều a à sẽ không gọi Giang đại nhân. Ngươi, Tô Địch quốc sát khí trên người đổ xuống mà ra, kém chút bạo tẩu một bàn tay đem Giang giật chụp chết, Giang giật khinh người quá đáng." Tô Địch Vương xem xét chỗ sung yếu đột tiết tấu, vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, giảng hòa nói, "Tốt, tốt." Giang tuần sát sứ đừng tức giận, đại tướng quân vương lui ra đi, cái này. Nếu là hiểu lầm, Giang tuần sát sứ tựu cho bản vương một chút mặt mũi đi, như thế nào? Giang giật trầm mặc như trước, không nói gì, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Đại hạ quốc các cường giả trên thân đều sát khí nghiêm nghị, rất có thể một giây sau tự áp chế không nổi, lao ra đem Giang giật ba người cho làm. Lăng thương cùng lăng kiếm phía sau y phục đều bị mồ hôi tưới nước, nhưng như thế trường hợp hai người tự nhiên không dám mở miệng, chỉ có thể trông mong nhìn qua giang giật. Ý tứ hết sức rõ ràng, được tiện nghi tựu dừng tay đi, tiếp tục như vậy chơi tiếp tục, trái tim của hai người sợ là phải thừa nhận không được nữa. Giang tuần sát xứ, vào thời khắc này, một mực trầm mặc không nói tô như tuyết đột nhiên mở miệng, nàng kêu một tiếng về sau, ánh mắt nhẹ nhàng hướng giang giật liếc qua, cười lạnh nói, tuần sát xứ đại nhân, người thật lớn uy phong a à, ngay cả ta phụ vương mặt mũi cũng không cho nếu không ngươi đem phụ vương ta cùng ta đều giết đi. Ách, Giang giật mặt không thay đổi mặt, rốt cục có biến hóa, trong mắt của hắn lộ ra một vòng cười khổ, trên khóe miệng rất nhanh cong lên một cái đường cong, mỉm cười nói ra toàn bộ người trong thiên hạ mặt mũi, bản tuần sát xứ đều có thể không cho. Bất quá như tuyết công chúa, cùng tô quốc chủ mặt mũi, bản tuần sát xứ khẳng định phải cho. Việc này như vậy coi như thôi đi, tô quốc chủ, không cho bản tuần sát xứ cái vị trí ngồi một chút. chương 250, cùng bản vương ngồi chung, hô, Giang giật nhả ra, cả tòa đại điện bên trong rất nhiều người đều thở dài một hơi, lăng thương cùng lăng kiếm trong lòng một khối lớn thạch đầu cũng để xuống. Đại Hạ Quốc quốc chủ trên mặt cũng rào rạt ra nụ cười, giang giật nếu là rằng con nữa, vạn nhất Đại Hạ Quốc võ tướng áp chế không nổi, một khi xung đột đem bọn hắn ba cái giết đi, thanh long hoàng triều tuyệt đối giận dữ, dù sao giang giật là bọn hắn vừa mới tứ phong tuần sát xứ. Tại Đại Hạ Quốc Hoàng cung bị giết, Thanh Long Hoàng Triều khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế tìm về mặt mũi nếu như là còn lại các nước chư hầu ngược lại là thôi mấu chốt là đại hạ quốc quốc lực quá yếu giờ phút này bất kỳ bên nào thế lực đều đắc tội không nổi a à. người tới ban thưởng ghế ngồi lập tức tô địch vương lập tức phẩy tay áo một cái quát khẽ lời vừa ra khỏi miệng phát hiện không đúng theo cấp bậc tuần sát xứ thế nhưng là so với hắn còn cao hơn a à, an bài cho hắn ngồi cái nào giống như an bài tại hàng thứ nhất kia tô địch quốc cùng hạ vô hối ngồi cái nào chẳng lẽ lại đem bọn hắn chỗ ngồi điều động đi hàng thứ hai đi có Tô Địch Vương rất nhanh xoay chuyển ánh mắt, chỉ vào bên trên tử kim đài cùng Giang giật nói ra, Giang Tuần sát xứ, mời lên cùng bản vương ngồi chung. Hoa, toàn trường lại là một mảnh xôn xao, tử kim đài rất dài, đầy đủ ngồi năm sáu người, Tô Địch Vương cùng Tô Như Tuyết còn có Giang giật song song ngồi cùng một chỗ hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là, Giang giật lần ngồi xuống này đi lên, địa vị thoáng cái tựu thật trở nên tôn vinh. Cùng quốc chủ ngồi chung đây là cỡ nào vinh quang giang giật tính là thứ gì có thể cùng quốc chủ một cái cấp bậc, hạ vô hối nội tâm nổi giận muốn chửi má nó tô địch quốc cũng không ngừng lắc đầu thở dài tô địch vương tính cách quá mềm yếu cái này tính tình tuyệt đối không thích hợp làm quốc chủ đại hạ quốc tại hắn thống xoáy phía dưới cũng sẽ càng ngày càng yếu cuối cùng nói không chừng sẽ cho còn lại quốc gia hoặc là thanh long hoàng triều diệt ừm giang giật cũng không cảm thấy cái gì nghênh ngang hướng từ kim đài bên trên đi đến lăng thương cùng lăng kiếm hai mắt sáng lên giờ khác này đối giang giật xem như phục sát đất cũng cảm thấy lăng tuyết công chúa quyết định này quá anh minh thần võ Thanh Long Hoàng thất vạn năm qua một mực điệu thấp làm việc, nghỉ ngơi lấy lại sức, tại lục quốc trong khe hẹp kéo dài hơi tàn. Tại lục quốc trong mắt, Thanh Long Hoàng thất liền là một cái bệnh được nhanh chết lão hổ. Bọn hắn những này chú phái quan viên, thân phận tự nhiên lúng túng, đừng nói lục quốc quốc chủ, coi như bình thường đại thần đều mặc xác bọn hắn, bọn hắn nếu là tham gia cái này yến hội, có thể có vị trí thế là tốt rồi. Giờ phút này Giang Giật có thể cùng quốc chủ cùng một chỗ song song ngồi Giang Giật đây coi như là cho Hoàng thất thật to chướng mặt, cũng thật to tăng cường hoàng thất uy nghi, đây chính là trước nay chưa từng có vinh quang A. Chân trần không sợ mang giày, hôm nay có thể tạo thành cục diện như vậy, hoàn toàn là giang giật lưu manh tâm lý. Hắn căn bản là không có coi mình là thanh long hoàng triều người, hoàng triều muốn lợi dụng hắn, hắn cũng mượn nhờ hoàng triều chi uy, hoàng triều đại nghĩa lớn đùa nghịch lưu manh. Dù sao xảy ra chuyện, hắn cùng lắm thì chết một lần, thanh long hoàng thất cùng các nước chư hầu quan hệ lại biến thành thế nào, có thể hay không vạch mặt nhất lên đại chiến đều không liên quan hắn điều sự. Giang giật vì tiện ngồi tại tử kim đài bên trái một cái vương tọa phía trên, tô địch vương ngồi ở giữa, tô như tuyết thì ngồi ở bên phải, đằng sau có mấy tên lão thái giám thời khắc đề phòng, cách đó không xa ngự lâm quân cũng khẩn trương vô cùng, sợ giang giật vạn nhất phát cuồng đem quốc chủ cũng cho chém giết. Các ngươi lui ra đi, tô như tuyết xem đến phần sau mấy tên lão thái giám như lâm đại địch bộ dáng, có chút bất mãn phất tay, toàn trường chỉ có nàng không sợ nhất giang giật làm loạn, nàng cũng biết chỉ cần nàng ở đây, Giang giật là tuyệt đối sẽ không loạn động. Giang giật bình yên ngồi, nhìn không chớp mắt, một bộ bất cận nhân tình dáng vẻ, hắn không có xem tô như tuyết một chút, bởi vì hắn sợ nhìn nhiều vài lần, hắn hội nhịn không được đem nàng cho đoạt. Tô như tuyết hạ vô hối đại hôn bắt buộc phải làm, đừng nói hắn coi như thanh long hoàng thất đều không có cách nào ngăn cản, dù sao quan hệ này đến hai nước mặt mũi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, tô như tuyết thỏa hiệp, vì đại hạ quốc, vì nàng cha vương mẫu sau vương tộc thỏa hiệp, giang giật tự nhiên cũng sẽ làm loạn, hắn lựa chọn tôn trọng quyết định của nàng. Quốc yến rất nhanh bắt đầu, bất quá có giang giật tồn tại, cái này quốc yến bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, cứ việc rất nhiều ra mặt giày quan văn ý đổ điều tiết thoáng cái bầu không khí, nhưng hạ vô hối tô địch quốc giang giật bọn người một mực mặt âm trầm, không khí này làm sao điều tiết. Cung nữ nối đuôi nhau mà vào, liên tục không ngừng đưa tới rượu ngon món ngon, vũ nữ ở phía dưới nhẹ nhàng nhảy múa, nhạc công tấu lên mỹ diệu âm nhạc. Vốn là một lần vui sướng hài lòng yến hội, giờ phút này rất nhiều người lại cảm giác một ngày bằng một năm, tự liền tô địch vương đô cảm giác ngồi như châm đệm, dị thường không thoải mái. Còn lại bốn quốc đặc sứ ngược lại là tâm tình rất tốt, dù sao mất mặt không phải bọn hắn, còn miễn phí thấy được một trận hoang đường trò hay, nhất là vân phỉ, một đôi mắt đẹp cười thành vành trăng khuyết, không ngừng xa xa cùng giang giật nâng chén, giang giật sắc mặt uy nghiêm, rất có quan uy, bất quá có người mời rượu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vài chén rượu hạ đỗ, mấy thủ khúc tấu xong, bầu không khí cũng dần dần hòa hoãn lại, chỉ ít hạ vô hối đám người sắc mặt không có khó coi như vậy. Bốn phía đám quan chức giao bôi cạn ly, thỉnh thoảng cười ha hả, trong cung điện bầu không khí dần dần bắt đầu tăng vọt. Giang giật một mực trầm mặc uống rượu, chưa từng nói chuyện, để mọi người có chút giải sầu, chỉ cần giang giật không nháo sự tình, hôm nay cái này quốc yến liền có thể hoàn hảo mở đi. Tô Như Tuyết một mực cúi thấp xuống ánh mắt, chính khâm đoan tỏa, mặt không biểu tình, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vân Phỉ ánh mắt ngẫu nhiên hướng nàng quét tới, trong con người đều là thương tiếc, lập tức lại nhìn Giang giật một chút, cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, quốc yến cử hành một nửa, trọng đầu hí rốt cuộc đã đến, hạ vô hối vung tay lên, ngoài cung một đám người dơ lên mấy chục cái dương lớn, còn có quốc thư, chờ một chút lễ nghi bên trên vật, bắt đầu hướng Tô Như Tuyết cầu hôn hạ vô hối xính lễ bị gian giật đoạt, những này xính lễ là cái này mấy ngày thần võ quốc người một lần nữa chủ bị, trực tiếp cưỡi truyền tống trận đưa tới. Giờ khắc này hạ vô hối cũng đứng lên, trong tay một viên cổ thần nguyên giới sáng lên, ba cái hộp ngọc xuất thủ bên trong, hắn tung người một bước, không người thi lễ nói, đây là một kiện thánh khí, còn có một viên thiên thạch, cùng linh hồn trí bảo trấn hồn thảo. Đương nhiên, điểm ấy tiểu lễ vật không tính là gì, so với đại hạ quốc Minh Châu như tuyết công chúa tới nói, không đáng giá nhắc tới. Những lễ vật này là đại biểu thần võ quốc cùng không hối hận thành ý, khẩn cầu tô quốc chủ tướng như tuyết công chúa gả cho tại ta, không hối hận chắc chắn thủ hộ nàng cả đời, cũng thúc đẩy hai nước vạn năm giao hảo. Chấn hồn thảo, giang giật tại thời khắc này đôi mắt lập tức nóng rực lên, bốn phía thái giám cùng ngự lâm quân cũng khẩn trương, phía dưới tô địch quốc tùy thời chuẩn bị xuất thủ, vạn nhất giang giật dám can đảm ở trong cung điện xuất thủ cướp đoạt, hắn tuyệt đối không để tâm đem hắn lưu ở nơi đây. Tô như tuyết thân thể mềm mại run lên, Còng cong lông mi lắc một cái lắc một cái. Cũng không phải là bởi vì kích động, mà là bởi vì thống khổ. Ngay trước âu yếm nam nhân, bị một nam nhân khác cầu hôn, việc này còn không thể nghịch chuyển, nàng tâm tình vào giờ khác này có thể nghĩ. Giang giật không nhúc nhích, rất nhanh sắc mặt bình tĩnh trở lại, trầm mặc không nói. Đại Hạ Quốc quốc chủ cũng thở dài một hơi, đứng dậy mỉm cười nói, như tuyết có thể gả cho không hối hận cũng là phúc khí của nàng, có thể cùng thần vũ quốc liên nhân là Đại Hạ Quốc chuyện may mắn, bản vương trịnh trọng tuyên bố, đồng ý không hối hận cầu hôn, hai nước chính thức thông ra, kết gắn bó suốt đời. Tô địch vương còn chưa nói xong, tô như tuyết khóe mắt hai hàng thanh lệ kềm nén không được nữa, chậm rãi chảy xuống. Giang giật trên mặt gân xanh nổ lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên thân ẩn ẩn có sát khí bộc lộ mà đi, tựa như một cái chuẩn bị nhắm người mà phệ cự thú. Âm, um, tại tô địch vương một chữ cuối cùng nói xong, giang giật trong tay nắm lên một một ly rượu đột nhiên bạo liệt, thân thể cũng thình lình đứng lên, sát khí trên người rốt cuộc áp chế không nổi đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. chương 251, Hào lấy cưỡng đoạt, hưu hưu hưu, vô số cường giả trong nháy mắt đứng dậy, toàn bộ sát khí nghiêm nghị khóa chặt giang giật, bên cạnh ngự đạo nội một tên tóc trắng ngang eo lão giả đột nhiên thoáng hiện, đại hạ quốc kim cương cảnh cung phụng lại ra, giang giật nếu là dám động sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. Giang tuần sát xứ. Người đứng lên làm gì chẳng lẽ người chuẩn bị đưa chút lễ vật cho bản công chúa, ngay tại kiếm này dương nỏ tấm, tùy thời đều có thể bộc phát đại chiến thời khắc, một đạo thanh linh thanh âm vang lên. Tại thanh âm này vang lên một khắc này, giang giật sát khí trên người đột nhiên biến mất vô ngân, hắn âm trầm đến cực hạn mặt cũng rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười, dừng một chút gật đầu nói, như tuyết công chúa đại hôn, bản tuần sát sứ tự nhiên không có khả năng không có chỗ biểu thị. Hô hô, toàn trường rất nhiều người lặng yên thở dài một hơi, nhất là đại hạ quốc đám quan chức, giang giật khẽ động bọn hắn không thể không giết, giết giang giật, Đại Hạ Quốc sẽ triệt để đắc tội Thanh Long Hoàng Triều. Tô Như Tuyết có thể áp chế giang giật kia là không còn gì tốt hơn, đương nhiên rất nhiều người cũng rất là kinh nghi, vì sao Tô Như Tuyết mới mở miệng, giang giật cứ như vậy nghe lời. Đại Hạ Quốc tên kia kim cương cảnh cung phụng nhàn nhạt quét giang giật một chút, thân thể lặng yên ẩn vào đằng sau trong cung điện, bất quá cũng không có đi xa, chỉ cần giang giật dám can đảm có bất kỳ dị động, hắn đem không chút lưu tình chém giết. Lăng thương lăng kiếm bọn người lần nữa phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm không ngừng cầu nguyện hy vọng giang giật đừng làm loạn nếu không giang giật bị giết hai người bọn họ cũng khó thoát vận rủi giang giật dừng một chút trong tay hỏa linh châu sáng lên hai cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt quét qua còn tại hạ vô hối trên mặt đảo qua cuối cùng rơi vào tô như tuyết trên thân cười nhạt một cái nói thần võ quốc cũng quá nhỏ tức giận a cưới đường đường một vị công chúa mới đưa một viên thiên thạch bản tuần sát sứ đưa hai cái a như tuyết công chúa thiên tư tuyệt thế hào hào tu luyện ngày sau hẳn là một tên cường giả. hưu Giang giật tay khẽ động, hai cái hộp ngọc bay đi, tô như tuyết một tay bắt lấy, đầy mắt kinh ngạc, muốn nói gì, cuối cùng lại cái gì cũng nói không ra. A à, toàn trường lần nữa một trận huyên náo, Giang giật xuất thủ càng như thế hảo phóng cái này thiên thạch thế nhưng là phi thường thưa thớt, một viên thiên thạch nhưng so sánh vài gốc tu luyện kỳ dược hỏa linh chi, thứ này giá trị liên thành, có tiền mà không mua được a. À. rất nhiều người vốn là hoài nghi Giang giật cùng tô như tuyết quan hệ giờ phút này càng kinh nghi hơn ở đây đều là nhân tinh rất nhanh liền nghĩ thông suốt tôi như tuyết trước kia một mực linh thú sơn học viện giang giật cũng là linh thú sơn học viện học viên đệ nhất trai tài gái sắc thầy cho tình trường cái này cũng có thể hiểu được bất quá tựa hồ quan hệ mập mờ một chút lễ này cũng đưa đến có chút trọng hạ vô hối nhẫn nhịn một bụng hỏa cái này mấy ngày kém chút điên rồi giờ phút này giang giật vậy mà lần nữa đánh hắn mặt còn ngay trước mặt mọi người đưa trí bảo cho Tô Như Tuyết cái này đổi lại bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nhịn. Ánh mắt của hắn hoán độc nhìn qua Giang Giật, mở miệng yếu ớt nói, Giang Tuần sát sứ tốt hào khí A, à, không bằng đem ngươi cái kia thanh hỏa long kiếm cũng cùng nhau đưa. Ha ha ha, Giang Giật cười to lên, đùa cợt nói, là ngươi cưới vợ vẫn là ta cưới A à, nếu không ngươi cái này nàng dâu đưa cho ta đừng nói hỏa long kiếm, trên người của ta sở hữu bảo vật đều có thể đưa cho đại hạ quốc. Lưu manh, vô lại, trí thức không được trọng dụng. Vô số quan văn bạch nhãn trực phiên, hạ vô hối càng là tức giận đến toàn thân phát run, kém chút sùi bọt mép ngã xuống đất. Đây là trường hợp nào, ở đây đều là người nào, Giang giật nói rõ lưu manh giọng điệu, bất đắc dĩ hành vi, hắn coi nơi này là địa phương nào chợ bán thức ăn sao. Bầu không khí thoáng cái lại trở nên lúng túng, tô địch quốc sợ Giang giật cùng hạ vô hối tái khởi xung đột, vội vàng hòa giải nói tốt, tốt. Giang tuần sát xứ đưa tặng hai cái thiên thạch, đã coi như là trọng lễ, nhận được để mắt tiểu nữ, bản vương vô cùng cảm kích ha à. ngày sau tất có đáp lễ đem tặng Hơi tỏ tất lòng hy vọng giang tuần sát sứ chưa có ghét bỏ a à. hồi lễ giang giật đôi mắt sáng lên cũng không tiếp tục cùng hạ vô hối dây dưa trầm ngâm một tiếng mở miệng nói ha ha đây là bản tuần sát sứ hạ lễ hoàng triều lần này còn có trọng lễ dâng lên giang giật hướng lăng thương hơi liếc mắt ra hiệu cái sau lập tức thức thời đi ngoài điện một chuyến rất nhanh để mấy người mang lên mấy chục dương lễ vật giang giật lúc này mới đứng lên nói tổ quốc chủ Hoàng đế bệ hạ rất coi trọng ngươi a, à, ngươi xem đưa tới bao nhiêu lễ vật nước khác nhưng từ không có đái ngộ này a. À. Đúng thế, kia là đa tạ bệ hạ hậu ái, địch vương vô cùng cảm kích. Thanh Long Hoàng thất trước kia hoàn toàn chính xác không có đưa hành lễ, vạn năm qua coi như các nước chư hầu quốc chủ đăng cơ, nhiều nhất phái một người có mặt thoáng cái nghi thức. Lần này Hoàng thất lại phái người đưa tới nhiều như vậy hậu lễ, để tô địch vương thụ sủng nhược kinh. Ngay trước vài quốc gia đặc sứ trước mặt, cũng cảm giác lần có mặt mũi, khuôn mặt đều cười lên tốn. Toàn bộ đại điện mấy trăm người nhìn xem cái này mấy chục cái dương lớn đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thanh Long Hoàng thất đây là muốn làm gì trên danh nghĩa Hoàng thất là đại lục chi chủ. Phía dưới một cái các nước chưa hầu gả cái nữ nhi, có thể phái một người đến thế là tốt rồi. Thế mà mang như thế lễ vật trận thế này còn lấn át thần võ quốc xính lễ. Lăng thương cùng lăng kiếm cũng có phiền muộn. Những lễ vật này là giang giật ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị, đều là ta phổ thông đồ vật, thậm chí thiên khí đều không có một cái, không đáng mấy đồng tiền nguyên bản bọn hắn coi là đây là giang giật muốn lấy danh nghĩa riêng đưa lại giả tá thanh long hoàng thất danh nghĩa hai người cũng không biết giang giật muốn làm gì giang giật rất nhanh biểu lộ hắn ý đồ hắn lặng yên hướng tô địch vương tới gần thấp giọng nói ra tô quốc chủ bản quan đáp lễ cũng không cần hoàng thất bên kia nhất định phải biểu thị thoáng cái a dù sao hoàng thất thế nhưng là chưa từng tặng quà không mang theo điểm đáp lễ hoàng thất mặt để nơi nào đúng thế kia là tô quốc chủ nhẹ gật đầu một bộ lẽ ra nên như vậy dáng vẻ rất trịnh trọng gật đầu nói giang tuần sát xứ không cần lo lắng bản vương tuyệt đối sẽ để hoàng thất cùng ngươi hài lòng còn hy vọng giang tuần sát xứ thật đẹp nói hai câu tỏ rõ bản vương đối hoàng thất trung thành tô quốc chủ anh minh thần võ đại hạ quốc tại tô quốc chủ thống trị tiếp theo chắc chắn phồn vinh cường thịnh quốc chủ cũng nhất định lưu danh sử xanh trở thành một đời thiên cổ minh quân giang giật đập một cái mông ngựa đưa mấy đỉnh mũ cao đi qua lúc này mới không lưu ngân giấu vết lặng yên từ trong ngực lấy ra một bản sổ tay đi qua, cười tùm tìm nói ra, tổ quốc chủ, đây là bệ hạ cùng lăng tuyết công chúa thích đồ vật, giống như ngươi có thể đem những vật này xem như đáp lễ, ta nghĩ bệ hạ cùng công chúa nhất định sẽ cao hứng. Ây, tô địch vương còn có rất nhiều thực lực cường giả, thính lực kinh khủng cường giả toàn bộ biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Đáp lễ là chuyện rất bình thường, các gia tộc cũng thường xuyên lễ mang đến đến, thậm chí đại nhân vật ở giữa còn lẫn nhau đưa tặng tiểu thiếp thị nữ loại hình. Có người địa phương, tự có giao tế, tặng lễ là đơn giản nhất giao tế, đáp lễ cũng là biểu thị một loại tôn trọng. Vấn đề là, đưa cái gì lễ, là tâm ý của ngươi, hồi trở lại cái gì lễ, kia là người khác tự do. Nào có giống như giang giật dạng này đưa ít đồ, nói rõ thay hoàng thất muốn về lễ mà lại đáp lễ đồ vật còn muốn liệt ra danh sách lúc này lễ là cho hoàng thất hồi trở lại, vẫn là cho chính hắn hồi trở lại điểm này rất nhiều người nhất thanh nhị sở. Giang giật đây là hào lấy cưỡng đoạt, chấn hồn thảo. Tô Địch Vương mở ra sổ quét qua, biến sắc, hạ vô hối nghe được Tô Địch Vương, càng là trong nháy mắt minh bạch, giang giật hôm nay tới này mục đích. Hắn là quang minh chính đại đến cưỡng đoạt chấn hồn thảo. chương 252, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Chấn hồn thảo là một loại rất kỳ lạ linh dược, thứ này nói quý, rất đắt. Dù sao quá thưa thất, mà lại là tu luyện linh hồn đại bổ chi dược. Nhưng lại thế nào quý giá, cũng chính là một vị linh dược mà thôi, cùng thiên thạch chân quý trình độ không sai biệt lắm, cái này nếu là bình thường, hoặc là đổi thành cái khác trường hợp, Tô Địch Vương mí mắt cũng sẽ không nháy, vứt cho Giang Giật chính là. Vấn đề là, đây là thần võ quốc xính lễ, Giang Giật vì chấn hồn thảo chu diệt thần võ quốc mấy ngàn đại quân, để hạ vô hối, hạ đình uy ném tới gần mặt, cái này chấn hồn thảo nếu là lập tức chuyển giao cho Giang Giật, thần võ quốc quân sĩ không phải chết vô ích mặt của bọn hắn rõ ràng mất đi. Hạ vô hối cũng triệt để nổi giận, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, lập tức đứng dậy quát lạnh nói, Giang Giật, người giả thần giả quỷ phản chủ cầu vinh nguyên lai là muốn chấn hồn thảo bản thái tử nói cho ngươi ngươi nằm mơ đây là xính lễ là thần võ quốc cùng đại hạ quốc thông ra chứng kiến đại hạ quốc làm sao có thể tặng cho ngươi ngươi chết cái ý niệm này đi hạ vô hối xem như triệt để cho giang giật bước điên rồi hắn rốt cuộc che giấu không ở nội tâm lệ khí nếu là dạng này cho giang giật đoạt được chấn hồn thảo hắn không bằng tìm một khối đậu vũ đâm chết được rồi sở dĩ hắn trực tiếp vạch mặt giận mắng tăng thêm uy hiếp đe dọa tô địch vương dù sao trăm phương ngàn kế cũng không thể để giang giật đạt được chấn hồn thảo bằng không hắn thật hội điên rồi cái này toàn trường rất nhiều người đều hai mắt mê mang bọn hắn không biết hạ vô hối vì sao kích động như thế như thế nổi giận phong độ cũng không cần trực tiếp gọi giang giật tên còn nói hắn phản chủ cầu vinh giữa sân bầu không khí cũng thoáng cái trở nên lúng túng lại có chút kiếm bạt nỗ trương cảm giác tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía giang giật muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì ai ngờ giang giật sắc mặt bình tĩnh tựa hồ không nghe thấy hạ vô hối uống một ngụm rượu lúc này mới bình tĩnh nhìn qua hạ vô hối nói ngươi tại cùng ta nói chuyện ngươi gọi ta cái gì thần võ quốc thái tử đầu óc ngươi có bị bệnh không các ngươi vương thất cung đình không dạy qua ngươi lễ nghi không biết gọi ta giang đại nhân hay là các ngươi thần võ quốc tự kiềm chế binh cường mã tráng căn bản không đem thanh long hoàng thất đưa vào mắt chuẩn bị thay vào đó nhất thống thiên hạ giang giật ngữ khí rất bình thản nhưng câu câu chu tâm lối ra ngậm miệng thanh long hoàng thất đỉnh đầu đỉnh tân bốc đè xuống để thần võ quốc bên này người toàn bộ sắc mặt thay đổi, bao quát thái sử thật giờ khắc này đều che giấu không ở trong lòng sát cơ, giang giật cái này khinh người quá đáng. Hạ vô hối không thèm đếm xỉa, ngược lại nửa điểm không có bối rối cùng e ngại, tranh phong tương đối cười lạnh nói ra, giang giật, ngươi là ai, người ta đều tin tưởng, đừng đến một bộ này, bản thái tử không phục tùng. Đừng tưởng rằng ngươi làm một cái gì tuần sát xứ bản thái tử cũng không dám động tới ngươi, ngươi có gan đi thần võ quốc thử một chút bản thái tử không đem ngươi làm ta theo họ ngươi. Thần võ quốc quốc lực đệ nhất, là duy nhất có được hai tên kim cương cảnh cường giả cường quốc. Hạ vô hối nói lời này tự nhiên có lực lượng, hắn coi như thật chém giết giang giật, thanh long hoàng triều dám cùng thần võ quốc trở mặt đại hạ quốc e ngại thanh long hoàng triều, thần võ quốc cũng không sợ. Ha 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 ha, giang giật cười to lên, tựa như nghe được trên đời tốt nhất chê cười, hắn chỉ vào hạ vô hối nhìn qua chúng nhân nói, chư vị đều nghe được đi. Thần võ quốc thái tử công nhiên trận đánh giết bản tuần sát xứ lăng thường lập tức đem hạ vô hối mỗi một câu nói ghi lại trong danh sách bẩm minh hoàng hướng định tội sau khi nói xong giang giật không đợi hạ vô hối mở miệng lần nữa thản nhiên đi xuống từ kim đài từng bước một hướng hạ vô hối đi đến trong đôi mắt đều là khiếp người quang mang khóa chặt hạ vô hối cười lạnh nói thái tử điện hạ người muốn giết bản tuần sát xứ không cần đi thần võ quốc không bằng ngươi ngay tại cái này động thủ được không nếu không người ta đối chiến một trận sinh tử bất luận ông một chữ cuối cùng rơi xuống giang giật sát khí trên người đổ xuống mà ra, đôi mắt cũng biến thành huyết hồng, kia kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. Trong tay hắn một cái hỏa long kiếm cũng đột ngột xuất hiện, phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ, hai đầu hỏa long tại trong thân kiếm du tẩu, kinh khủng uy áp lần nữa hướng hạ vô hối chút xuống mà đi. Bá bá bá, một đám thực lực không mạnh quan văn thân thể run lên toàn bộ ngồi ngay đó, sở hữu ngự lâm quân động, nhanh chóng đem tô địch vương cùng tô như tuyết vây lại tên kia kim cương cảnh cường giả cũng thân thể lóe lên ra tô địch vương bên người, một bên khác đại hạ quốc các tướng quân, tô địch quốc toàn bộ đứng dậy, trên thân nguyên lực vần quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá giang giật lần này cần người đối phó là hạ vô hối, tô địch vương không mở miệng, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây là hắn cùng hạ vô hối mâu thuẫn, bọn hắn ai cũng không tốt đắc tội. Vù vù, thái sử thật cùng ngụy công công trước tiên vào tới hạ vô hối hai bên, trên thân nguyên lực vần quanh, lão thái giám một cái tay bên trên nguyên lực quang mang lấp lánh tùy thời chuẩn bị ngoại phóng chém giết giang giật mặt khác bốn tên thần du cường giả cũng đã tới hạ vô hối sau lưng như lâm đại địch mấy người đều đang đợi hạ vô hối ra lệnh một tiếng trực tiếp chém giết giang giật hạ vô hối hôm nay xúc động vạch mặt nhưng hắn là chủ tử mặc kệ hôm nay là sai là đúng mấy người hắn đã cùng giang giật đòn khiêng lên làm nô tài tự nhiên sẽ toàn lực bảo vệ cho hắn giang giật muốn giết hạ vô hối mọi người cũng sẽ không chút lưu tình xuất thủ đánh giết. Hạ vô hối ngược lại là nghĩ hạ lệnh, vấn đề là. Hắn giờ phút này toàn thân ngay cả động cũng không động được, bị sát lục chân ý cùng hỏa long kiếm song trọng chân áp phía dưới, hắn hô hấp cũng không thể, làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện. Toàn bộ đừng nhúc nhích, nếu không ta không bảo đảm hạ vô hối có thể không chết. Giang giật thần sắc băng lãnh, tăng thêm mặc một thân quan phục, giờ phút này khí thế bàng bạc, uy phong lẫm liệt, làm người ta cảm giác được tâm sợ hắn hỏa linh châu bên trong quang mang lấp lánh ánh mắt khóa chặt ngụy công công cùng thái sử thật quát lạnh nói hai người các ngươi có thể chém giết bản quan nhưng ta tuyệt đối có thể đem hạ vô hối giết chết không tin tưởng các ngươi cứ việc thử một chút tt tê tê, thái sử thật cùng ngụy công công hít vào mấy cái hơi lạnh giang giật trên người có một loại bốc hỏa kinh khủng thạch đầu cái này thạch đầu vừa ra hạ vô hối tuyệt đối không còn sót lại một chút cạn hai người hoàn toàn chính xác không dám lộn xộn còn người lấp lánh nghĩ hỏi thăm hạ vô hối làm sao bây giờ nhưng phát hiện toàn thân hắn đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đừng nói nói chuyện, giờ phút này có thể đứng vững đã coi như là không tệ. Giang tuần sát xứ chớ làm loạn, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tô địch phương vậy mà thực lực cũng không tệ lắm giờ phút này mặc dù bị Giang giật sát khí bao phủ, có chút không thở nổi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng mở miệng nói, chớ tổn thương hòa khí, đã ngộ thương ai cũng không được. Giang giật không nói một lời, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn qua ngụy công công hai người, cường đại sát khí cùng uy áp tiếp tục chấn áp hạ vô hối kia lạnh như băng xuyên huyết hồng con ngươi phối hợp sát lục chân ý có một phen đặc biệt khiếp người chi uy vương thường tô địch vương sau lưng kim cương cảnh cung phụng nhẹ giọng kêu một câu đưa tới một cái trưng cầu ánh mắt chỉ cần tô địch vương gật đầu tại cái này cung phụng liền có thể trong nháy mắt chấn áp giang giật trực tiếp chém giết giang giật hôm nay quá ngông cuồng hắn đều nhìn không được tô địch vương đôi mắt lấp lóe trầm tư một trận rất nhanh lắc đầu hắn tính cách mềm yếu nhuệ khí mất hết chỉ muốn tại có sinh trước đó bảo vệ đại hạ quốc không bị diệt quốc tự nhiên không muốn làm to chuyện trang diện cứ như vậy rằng co xuống tới giang giật không nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì cử động những người còn lại lại không dám loạn động nguy công công cùng thái sử thật sắc mặt càng ngày càng khó coi còn lại bốn tên thần du hộ vệ càng là không chịu nổi trong lòng bàn tay phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh loảng xoảng hạ vô hối rốt cục không chống nổi hắn thực lực không cao chỉ có tử phủ đỉnh phong sát lục chân ý liền cấp thấp thần du cường giả đều có thể ảnh hưởng, huống chi là hắn tăng thêm hỏa long kiếm uy áp, hắn có thể kiên trì đến đã coi như là đáng quý. Hắn bị chân áp đến không thở nổi, tăng thêm giận dữ công tâm, chớp mắt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Giang giật tại thời khắc này trong đôi mắt hồng quang cũng đã biến mất, sát lục chân ý rời khỏi, thu hồi hỏa long kiếm, thân thể chậm rãi lui lại, một lần nữa trở lại từ kim đài bên trên, lúc này mới nhếch miệng cười nói, đã tô quốc chủ mở miệng, bản quan tự nhiên muốn nể tình, lần này tựu không cho hắn so đo, đem các người thái tử nhất trở về đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. a à, toàn bộ người tại thời khắc này đều có một loại minh ngộ, rất nhiều người cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giang giật cũng không phải là thật muốn ra tay chém giết hạ vô hối, mục đích của hắn rất rõ ràng, lợi dụng sát lục chân ý đem hạ vô hối làm cho mất đi, để hắn ngậm miệng. Mục đích của hắn vẫn là chấn hồn thảo, chương 253, cái này hứa hẹn cả một đời hữu hiệu đi thái sử thật cùng ngụy công công liếc nhau ngụy công công ôm lấy hạ vô hối đi ra phía ngoài chủ tử hôn mê bọn hắn những này làm nô tài cùng thủ hạ tự nhiên khó thực hiện chủ ra mặt mà lại hôm nay tình huống quá phức tạp đi hạ vô hối có chút dấu hiệu bùng nổ giang giật trong tay lại có kinh khủng thạch đầu vẫn là tại đại hạ quốc trong vương cung thái sử thật cùng ngụy công công sợ hạ vô hối xảy ra chuyện gì tự nhiên trước tiên lui đi lại nói dù sao mặt đã ném đến không sai biệt lắm đương nhiên điểm trọng yếu nhất Nơi này là không phải thần võ quốc, đại hạ quốc quốc chủ nhát gan sợ phiền phức hai bên cũng không dám đắc tội, lại không dám giết giang giật. Tiếp tục náo xuống dưới, hạ vô hối mặt hội càng đau, còn không bằng tạm thời tránh né mũi nhọn, chậm chậm mưu toan. Đại hạ quốc các đại nhân vật cùng vân phỉ bọn người, nhìn thấy mọi người rời đi lần nữa hai mặt nhìn nhau, cảm giác hôm nay việc này quá huyền diệu. Hôm qua vẫn là người người kêu đánh phản quốc tặc, hôm nay không chỉ có quang minh chính đại tới Hoàng Cung, còn tại trong vương cung làm mưa làm gió, cuối cùng thế mà có thể đem thần võ quốc thái tử cho làm cho ngất đi, sám xịt rời sân, liền là đang diễn trò diễn cũng không có huyền diệu như vậy a. À. mọi người xem giang giật ánh mắt cũng biến thành khác biệt, bất kể như thế nào, coi như giang giật hãm hại lừa gạt cũng tốt, cáo mượn oai hùng cũng được, chỉ ít hắn còn có thể không chết, chỉ ít hắn có thể đem hạ vô hối người bước lui, đây chính là bản sự. đổi những người khác đi thử một chút sợ là sớm đã bị tháo thành tám khối đi. đương nhiên, hôm nay giang giật thuận lợi như vậy. Đại Hạ Quốc quốc lực tại lục quốc yếu nhất có rất lớn quan hệ, Đại Hạ Quốc ai cũng đắc tội không nổi. Mà lại Đại Hạ Quốc quốc chủ Tô Địch Vương, tính cách của người nó quá mềm yếu, căn bản không có một nước chi chủ bá khí, cái này nếu là đổi lại cái khác quốc chủ, Giang Giật đã sớm chết trăm ngàn lần. Giang Giật cũng chính bởi vì điểm này mới có thể tứ không kiêng sợ lại tới đây. Hắn không phải là đồ ngốc, ngược lại hắn đầu óc một mực dùng rất tốt. Hắn tới đây không phải gây chuyện, cũng không phải đến cướp cô dâu, mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì chấn hồn thảo. Sở dĩ hắn các loại chờ hạ vô hối bọn người sau khi đi, ánh mắt nhìn về phía tô địch vương, khẽ mỉm cười nói, tô quốc chủ, người cũng biết lăng tuyết công chúa tu luyện chính là linh hồn. Thần võ quốc bên kia không cần cố kỵ, hạ vô hối trước mặt mọi người chặn đánh giết bản quan, đối đãi ta báo cáo thánh thượng, ít ngày nữa xua quân xuôi nam san bằng thần võ quốc, sở dĩ người tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Lại tới, nếu như nói giang giật mới vừa rồi là cưỡng đoạt, giờ phút này tương đương muốn ăn cướp trắng trợn, nói lời cũng càng ngày càng khoa trương, đều muốn diệt thần võ quốc. Bất quá trong lời nói ám chỉ cũng rất rõ ràng, không cho chấn hồn thảo, xin ngài chỉ điểm. Đại tướng quân vương Tô Địch Quốc biến sắc, đột nhiên bờ môi khẽ động, truyền âm nhập mật cho Tô Địch Vương nói, vương thượng chấn hồn thảo tuyệt đối không thể cho giang giật, nếu không hạ vô hối cùng thần võ quốc vương thất mặt mũi mất hết, sẽ ảnh hưởng nước ta cùng thần võ quốc quan hệ, thật vất vả bởi vì hòa thân quan hệ hòa hợp xuống tới, nói không chừng đến lúc đó lại hội sử dụng bạo lực. Giang giật không tính là gì, không cần cố kỵ hắn, hắn đại biểu không được thanh long hoàng thất, tối đa cũng liền là lăng tuyết công chúa phái ra một cây đao thôi, lần này phục nguyễn, lần sau hoàng triều hội quá đáng hơn. Quốc chủ tô địch vương sắc mặt trầm tựu xuống tới, rất là trần chờ bất định, kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết, cái này chấn hồn thảo khẳng định là giang giật muốn. Nếu như là đại hạ quốc đồ vật, ngược lại là không quan trọng tự xem là đắc tội giang giật vẫn là thần võ quốc bất qua tô địch quốc một câu ngược lại là đề tỉnh hắn giang giật vẫn luôn đang hư trương thanh thế hắn đại biểu không được thanh long hoàng thất sở dĩ tô địch vương nghĩ trước hướng về sau cuối cùng vẫn mở miệng giang tuần sát xứ cái này chấn hồn thảo không phải bản vương không nỡ chủ yếu đây là tiểu nữ sinh lễ đã thuộc về nàng bản vương không có quyền lợi làm chủ người cũng biết chúng ta tô ra có một loại đặc thù thần thông tên là tím nghị thần quang tiểu nữ thế nhưng là vạn năm qua tộc ta nghịch thiên nhất thiên tài, bằng chừng ấy tuổi tím mị thần quang bí thuật đã tu luyện đến đệ tam trọng, mà cái này chấn hồn thảo lại là linh hồn đại bổ chi dược, sở dĩ cái này chấn hồn thảo bản vương không thể vượt chủ làm thay đưa ra ngoài. Chỉ có thể thỉnh cầu ngươi hướng lăng tuyết công chúa nói tiếng thật có lỗi, quay đầu tất có trọng lễ đem tặng. Tô địch vương lời giải thích này rất đúng trọng tâm, xảo diệu dùng tô như tuyết làm đáng tiễn bài, hắn cũng nhìn ra giang giật tựa hồ cùng tô như tuyết quan hệ không tầm thường. Đều nói như thế, Giang Giật không có khả năng lại chết ra lại mặt muốn a à đây chính là hai bên đều không được tội. Ừm, Tô Quốc chủ nói rất có lý. đã như vậy, việc này như vậy coi như thôi đi. nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, Giang Giật thế mà phi thường dứt khoát quả quyết mở miệng. ngữ khí cũng không có nửa điểm miễn cưỡng. sau khi nói xong hắn còn đứng dậy đi ra phía ngoài, tùy ý vừa chắp tay nói cáo biệt. đa tả quốc chủ khoản đãi, bản quan còn có chút sự tình, trước hết cáo từ. Tô Địch Vương lời giải thích này. Hoàn toàn chính xác phi thường xảo diệu, xảo diệu đến giang giật không cách nào cự tuyệt. Hắn có thể phụ người trong thiên hạ, liền là không thể phụ tô như tuyết, phụ cái này đối với hắn ân trọng như núi, tình ý liên tục nữ tử. Nếu là tô như tuyết phải dùng, giang giật cũng biết nàng tu luyện tím mị thần quang, tự nhiên không có khả năng lại đi cưỡng cầu. Chờ chút, ngay tại giang giật quay người hướng ra phía ngoài rời đi một khắc này, tô như tuyết đột nhiên ngẩng đầu mở miệng, giang giật thân thể run lên, nhưng là vẫn không có quay người chỉ là trầm giọng hỏi, như tuyết công chúa còn có cái gì chỉ giáo sao? Tô như tuyết nắm lên từ kim đài bên trên một cái hộp ngọc, đây là hạ vô hối dâng lên xính lễ một trong, nàng ánh mắt hướng tô địch vương nhìn lại, nhàn nhạt, nhạt nói ra, phụ vương, đã ngài nói cái này chấn hồn thảo là của ta, như vậy ta có thể làm chủ đi. Ta tím mị thần quang bí thuật cám ở bình cảnh, trước mắt không cần linh hồn đại bổ chi dược, không nếu như để cho giang tuần sát xứ chuyển giao lăng viết công chúa tốt. Cái này, tô địch vương sắc mặt khẽ giật mình, có chút không biết làm sao nói tiếp, tổng không thể rời lên thạch đầu thẻ chân của mình a à vừa rồi hắn nhưng là nói, cái này chấn hồn thảo là thuộc về tô như tuyết. Hưu, tô như tuyết tiện tay hất lên, đem hộp ngọc hướng giang giật đập tới, nhìn thấy hắn quay đầu tiếp được đầy mắt kinh ngạc. Nàng cười nhạt một tiếng, trong mắt lại là lệ quang lấp lánh, cắn cắn bối môi nói ra, giang tuần sát xứ, thay ta hướng lăng tuyết công chúa vân an, còn có thay ta hướng người nào đó nói tiếng. Thật xin lỗi, như tuyết có lỗi với hắn, nếu có kiếp sau, như Tuyết nhất định làm nô làm tỳ trinh sát hắn cả một đời. Nói xong, Tô Như Tuyết trong mắt nước mắt rốt cuộc áp chế không nổi, hóa thành nước mắt mưa trượt xuống giữa không trung, nàng thật sâu nhìn một cái giang giật, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào trong linh hồn, sau đó nàng nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy thống khổ hướng về sau cung phóng đi. Giang giật bình tĩnh nhìn qua Tô Như Tuyết rời đi, hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói, trên mặt cũng bình tĩnh như nước. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được nội tâm của hắn bi thương cùng thống khổ tựa như một cái bị ném bỏ cô lang một mình đứng tại đỉnh núi đối minh nguyệt im ắng gào thét hắn cũng không có chạm quá lâu rất nhanh trầm mặc quay người rời đi bóng lưng càng thêm thê lương tiêu sắt đi đến cung điện bên ngoài hắn đột nhiên như phát điên lấy ra hỏa long kiếm đối phía trước mặt đất đột nhiên đánh xuống một kiếm oanh hai đầu hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí thế điên cuồng gào thét mà đi đem đại điện bên ngoài mặt đất bằng phẳng dòng giã bổ ra hai đầu trượng rộng dài chừng 10 trượng, không nhìn thấy đáy thật sâu khe rãnh. Hưu, Giang giật trong tay linh thú phủ quang mũi nhọn lóe lên, một cái to lớn long ưng đột nhiên xuất hiện, hắn thân thể bay vọt mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng, long ưng hai cánh mở ra, thẳng tắp hướng giữa không trung bay đi. Sừng sướng tại long ưng trên lưng, Giang giật quay đầu nhìn qua càng ngày càng nhỏ hoàng cung, nguyên lực quán chú, đột nhiên quát lớn, tô như tuyết, ta đã từng nói, ngày sau có người dám trêu chọc ngươi, ta sống dốc xương lóc thịt hắn, có gia tộc trêu chọc ngươi, ta đổ hắn toàn tộc có các nước chưa hầu dám trêu chọc ngươi ta diệt hắn một nước đây là ta giang giật đưa cho ngươi hứa hẹn cái này hứa hẹn cả một đời Hiểu hiệu